Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Tập 33. Chương 321, giảng đạo kết thúc, độ hảo cảm đến từ đại lão. Thiên đạo tốt hay là đại đạo tốt? Vấn đề gì vậy? Nhất định là đại đạo tốt à? Hàn Tuyệt âm thầm trách cứ. Các đại lão ở hàng thứ nhất đặt câu hỏi về vấn đề gì vậy? Tỳ Thiên lão tổ trả lời, trước khi đắc đạo, tu hành thiên đạo là tốt nhất. Phía dưới thiên đạo, vạn vật đều phải thuận theo quy tắc của nó, sau khi đắc đạo, tu hành đại đạo, mưu cầu cảnh giới cao hơn. Tu hành là không có giới hạn, cho dù là ta cũng vẫn phải tìm tòi học hỏi thêm. Người tiếp theo tiếp tục nêu câu hỏi lần này chính là chi tiết trên vấn đề tu hành, Hàn Tuyệt nghe không hiểu gì. Rất nhiều vấn đề sau đó, Hàn Tuyệt cũng nghe không hiểu. Dính đến âm dương, bát quái, vận khí, nhân quả, mệnh số. Hàn Tuyệt ngay cả kiến thức cơ bản nhất về những đạo này cũng đều không chưa biết, dĩ nhiên khó có thể lý giải. Hắn tạm thời cũng không muốn lý giải. Lượng kiếp đã đến, hắn cũng không thể học tập những thứ đạo khác để làm phong phú kiến thức của mình. Việc cấp bách chính là cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ. Sống qua vô lượng đại kiếp lần này, về sau sẽ có rất nhiều thời gian để cho bản thân đi bổ sung lý giải đối với đạo. Có một vài vấn đề, Tỳ Thiên lão tổ một câu là có thể trả lời xong, nhưng phần lớn liên quan đến vấn đề tu hành thì Tỳ Thiên lão tổ sẽ trả lời rất nhiều. Thậm chí có một vài vấn đề trong số đó còn kéo dài đến một tháng, Hàn Tuyệt chỉ có thể lặng lẽ tu luyện giết thời gian. Hàn chú ý thấy không ít người xếp sau mình đều như thế, mọi người giả vờ biểu hiện ra là đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng trên thực tế cũng đang len lén tu luyện. Cho dù nghe không hiểu cũng không thể đắc tội Tỳ Thiên lão tổ. Thoáng chớp mắt, 4 năm qua đi. Ở hàng phía trước Hàn Tuyệt có một tên tiên đế đang nêu câu hỏi. Ba hàng đằng sau nêu lên câu hỏi, Tỳ Thiên lão tổ trả lời được khá nhanh, Hàn Tuyệt dần dần cũng có thể nghe hiểu. Đến hai hàng ngay trước Hàn Tuyệt, hầu như cũng không hỏi về vấn đề tu hành, hỏi ra chỉ làm hạ giá bản thân, còn không bằng hỏi một chút đại thế hay vấn đề về đạo tâm. Ta vẫn nên tuân theo bản tâm để đặt câu hỏi đi, Hàn Tuyệt miên man suy nghĩ. Đây chính là đại cơ duyên, chờ đến lần sau có quỷ mới biết là đến khi nào. Đại khái trôi qua nửa tháng, rốt cuộc đến lượt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cảm nhận được một đạo thần thức, đến từ thiên đế quan tâm. Hàn Tuyệt mở miệng nói, xin hỏi lão tổ, có đại năng nào vẫn luôn điệu thấp tu luyện, rời xa tranh giành lộn xộn, không vào lượng kiếp mà có thể thành đạo không? Vừa dứt lời, lập tức liền có không ít người rời sự chú ý đến trên thân Hàn Tuyệt. Vấn đề này lộ ra quá kỳ dị, thậm chí còn lộ ra buồn cười. Thiên đế không thể không lắc đầu. Lý đạo không nở nụ cười, Lý huyền áo lộ ra vẻ mặt trào phúng. Yêu đế và thiên đạo Phật tổ đều liếc nhìn Hàn Tuyệt, không biết đang suy nghĩ gì. Bọn họ đều có độ cừu hận đối với Hàn Tuyệt, dĩ nhiên nhận ra Hàn Tuyệt, chỉ là không biết hắn chính là hắc ám cấm chủ. Tỳ Thiên lão tổ ung dung nói, thiên địa sơ khai có không ít tiên thiên sinh linh đều là những tu sĩ khổ tu, rời xa tranh đấu, nhưng người có thể thành đạo lại lác đác không có mấy. Bây giờ muôn dân trăm họ đều là hậu thiên sinh linh, nếu không đi tranh vận khí, muốn đắc đạo rất khó. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ, không ít đại năng lắc đầu bật cười, cảm thấy vấn đề này hỏi thừa. Nhưng mà, mặc dù là rất khó, nhưng cũng không phải là tuyệt không có khả năng, trong tương lai vô lượng đại kiếp sẽ thay đổi, chư thiên cũng sẽ thay đổi theo. Giọng điệu của Tỳ Thiên lão tổ không hề thay đổi, nhưng được mấy trăm vị đại năng nghe thấy vậy lại lập lòe ánh mắt. Lượng kiếp sắp thay đổi rồi hả? Hàn Tuyệt lâm vào suy tư, đối với lời nói của Tỳ Thiên lão, hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn cũng không hề bị đả kích mà thậm chí còn muốn cười. Nếu như không có ai làm được, vậy thì khi hắn khổ tu, đám địch nhân nhất định sẽ cảm thấy hắn là trò cười, sẽ không ai thèm chú ý đến hắn, nhất định coi hắn là người ngu. Tu sĩ bên trái Hàn Tuyệt bắt đầu nêu câu hỏi. Thời gian tiếp tục trôi qua, 5 năm nữa lại trôi qua. Lần giảng đạo ở Điện Thái Cực này chính thức kết thúc. Tiếng chuông vang lên, toàn bộ người nghe đạo đều hành lễ lui ra. Rời khỏi Điện Thái Cực, Hàn Tuyệt cùng Đại Thần Tướng và Long Quân gặp mặt. Đại Thần Tướng hài hước nói, không ngờ ngươi còn mạnh hơn so với chúng ta, ẩn giấu cũng đủ sâu à. Long Quân cũng nhìn Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Hàn Tuyệt nói, ta dù mạnh cũng không thể bằng các ngươi được. Ta nhát gan, ngày ngày trốn trong động phủ tu luyện, chỉ được mỗi tu vi mà thôi.
mà các ngươi lại luôn bận rộn vì thiên đình, thời gian tu hành sẽ ít hơn. Nếu các ngươi cũng giống như ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp các ngươi. Hai người nở nụ cười, cũng không nói mấy câu khiêm tốn. Thiên đế đi đến trước mặt ba người Hàn Tuyệt, nói, đi thôi, cần phải trở về. Ba người Hàn Tuyệt dĩ nhiên không ý kiến gì, Hàn Tuyệt còn ước gì về sớm một chút. Thiên đế vung tay áo, cách không dùng lực lượng bao trùm ba người, hóa thành một chùm ánh sáng nhanh chóng bay đi, biến mất trong bóng tối. Những đại năng khác ở trước Thái Cực Điện cũng tự mình rời đi. Trên đường trở về, Hàn Tuyệt rất khẩn trương, sợ yêu đế đột nhiên đột kích. Tốc độ của thiên đế so với lúc đến thì nhanh hơn không ít. Chưa tới thời gian một nén nhang, lão đã đưa Hàn Tuyệt về đến chỗ hư không phía trên diêu giới lúc trước. Hàn Tuyệt còn chưa nói chuyện, ba người thiên đế lại nhanh chóng rời đi. Thấy vậy, Hàn Tuyệt vội vàng nhảy vào âm phủ. Trở lại âm phủ, Hàn Tuyệt rốt cuộc thở dài một hơi. Sau một lần này, không đạt đến Đại La tuyệt đối không thể đi nghe đạo nữa. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, lần nghe đạo này ngoại trừ, giúp cho tu vi tăng vọt ngoài, còn ngộ được nhân quả đại đạo. Đạo này không đơn giản, chờ hắn bước vào thần cảnh, tu hành nhân quả đại đạo và sinh tử chi đạo, tiền đồ vô lượng. Vì đảm bảo an toàn, Hàn Tuyệt dịch chuyển hơn 10 vạn lần khắp âm phủ rồi mới nhảy về đảo ẩn môn. Lần này trên đường quả thật không có nguy hiểm gì, thực ra đó cũng là chuyện bình thường. Cảm giác tồn tại của Hàn Tuyệt thấp như vậy, danh tiếng còn không bằng tu sĩ bình thường ở tiên giới, hắn cũng không chủ động trêu chọc địch nhân, sao bị địch nhân tập kích được. Trở lại đảo ẩn môn, Hàn Tuyệt triệu tập các đệ tử, nói một chút về lần nghe đạo này, cũng không có nội dung cụ thể gì, chỉ là để cho các đệ tử biết rõ trời cao bao nhiêu. Hắn chỉ mới lĩnh ngộ được nhân quả đại đạo, còn không có cách nào dạy bằng lời nói. Hắc Ngục Yêu Quân cảm khái nói, Tỳ Thiên Lão Tổ A. Trước kia ta còn tưởng rằng đó là nhân vật thần thoại thái cổ bịa đặt, không ngờ lại là nhân vật có thật. Tuân Trường An cũng cảm khái muôn phần. Trước kia trong mắt y, Phật Tổ chính là nhân vật cường đại nhất, bây giờ nghe Hàn Tuyệt kể lại. Thiên đạo Phật Tổ ở trước mặt Tỳ Thiên Lão Tổ cũng phải cung cung kính kính như là hậu bối, thật sự là mở rộng tầm mắt. Các đệ tử cũng hăng hái sôi nổi, đều bị đốt lên ngọn lửa ham muốn tu hành. Hàn Tuyệt dặn dò vài câu rồi trở lại bên trong động phủ tiên thiên. Hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Đề phòng hệ thống lộ ra, hắn cố ý thiết lập hạn chế với số liệu của mấy trăm vị đại năng trong Thái Cực Điện. Chỉ có Hàn Tuyệt có thể thách thức bọn họ, lúc đệ tử khác tiến hành mô phỏng thí luyện sẽ không nhìn thấy bọn họ. Dẫu sao đệ tử của ẩn môn cũng không phải chỉ có mấy người, Hàn Tuyệt nhất định phải cẩn thận. Tựa như Hàn Tuyệt cũng sẽ đề phòng phân thân Lưu Bị, thực sự không phải là không tín nhiệm, mà là sợ bị địch nhân siêu hồn suy tính. Thuyền cẩn thận chạy được. Vạn năm, Hàn Tuyệt bắt đầu nạp khí tu hành, tăng lên cường độ của thần hồn. Về phần nhân quả đại đạo, chờ bước vào thần cảnh mới tu luyện. Trước mắt hắn đã là lục chuyển tiên đế, cũng không biết có thể tại trong ngàn năm tới bước vào thần cảnh hay không. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ, Tỳ Thiên Lão Tổ sinh ra hảo cảm với ngươi. Độ hảo cảm hiện tại là 1.5 sao Đế Tuấn sinh ra hảo cảm với ngươi. Độ hảo cảm hiện tại là 2 sao Ngọc Bồ Đề sinh ra hảo cảm với ngươi. Độ hảo cảm hiện tại là 1 sao Thất Đạo Thánh sinh ra hảo cảm với ngươi. Độ hảo cảm hiện tại là 2 sao Hàn Tuyệt sửng sốt. Có chuyện gì xảy ra rồi? Tại sao đột nhiên lại nhảy ra 4 cái nhắc nhở có người tăng lên độ hảo cảm với ta? Thoạt nhìn còn giống như đều là đại lão A. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 322, Đại đạo Niết Bàn, Tiên giới đại loạn. Hàn Tuyệt sửng sốt một chút, vội vàng kiểm tra quan hệ nhân tế, xem xét tin tức về 4 vị đại lão Tỳ Thiên Lão Tổ, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, cư trú lâu dài tại bên ngoài tam thập tam tầng thiên, không bị mệnh số và thiên đạo ràng buộc, trải qua 9 lần vô lượng đại kiếp, bởi vì lý niệm tu hành của ngươi, sinh ra hảo cảm với ngươi. Độ hảo cảm hiện tại là 1.5 sao Đế Tuấn, tu vi không biết, vĩnh hằng thần linh, cư trú lâu dài tại bên ngoài tam thập tam tầng thiên, thân hóa hàng tỷ ý chí, hiển thân tại chư thiên, bởi vì ngươi được Tỳ Thiên Lão Tổ tán thưởng, sinh ra hảo cảm với ngươi. Độ hảo cảm hiện tại là 2 sao Ngọc Bồ Đề, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, hạt bồ đề thứ nhất tu luyện thành đạo trong thiên đạo, nguyên tổ của Phật môn,
cư trú lâu dài tại Hắc Ám Cấm Khu, bởi vì ngươi được Tỳ Thiên Lão Tổ tán thưởng, sinh ra hảo cảm với ngươi. Độ hảo cảm hiện tại là một sao thất đạo thánh, tu vi không biết, đại đạo thần linh, nắm quyền bảy loại đại đạo, trải qua đại đạo lượng kiếp. Cư trú lâu dài tại Quy Khư Thần Cảnh, bởi vì ngươi được Tỳ Thiên Lão Tổ tán thưởng, sinh ra hảo cảm với ngươi. Độ hảo cảm hiện tại là hai sao Hàn Tuyệt xem hết một lượt, trong lòng chỉ có hai chữ. Châu bò, vĩnh hằng thần linh, siêu thoát đạo giả, đại đạo thần linh, suýt chút lóe mù con mắt của Hàn Tuyệt rồi. Mấy đại lão này đang mở bàn chơi mặt trược sao? Hàn Tuyệt âm thầm nghi hoặc, cũng may là hảo cảm, nếu không cuộc sống sau này của hắn khó có ngày bình an. Trong Thái Cực Điện, Tỳ Thiên Lão Tổ cùng ba bóng người ngồi thành một vòng, chính là Đế Tuấn, Ngọc Bồ Đề và Thất Đạo Thánh. Đế Tuấn mặc một bộ đạo bào bình thường, khuôn mặt ôn hòa, thân hình cao lớn, trên mặt mang theo nét mỉm cười. Ngọc Bồ Đề chính là một lão hòa thượng, thân hình gầy gò, mặc áo cà sa màu đen, mặt mũi hiền lành. Thất Đạo Thánh mặc một bộ áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt sắc bén, toàn thân hiện ra một cỗ tà khí. Người này quả thật nắm giữ lấy một loại bảo vật thần bí, hình như có liên quan đến Hồng Mông chi khí. Thất Đạo Thánh vuốt râu nói. Đế Tuấn cười nói, ha ha ha, ta tính ra tiểu tử này còn từng kể lại chuyện xưa về một cái hóa thân của ta, mặc dù có chỗ thiên vị, nhưng đối với ta cũng coi như cực kỳ tôn sùng. Ngọc Bồ Đề lắc đầu nói, thực ra ý tưởng của người này rất không tệ, đáng tiếc sinh sai thời đại, nếu như tại thiên địa sơ khai, có lẽ hắn sẽ đắc đạo. Đáng tiếc a. Tỳ Thiên Lão Tổ mở miệng nói, không bằng chúng ta đánh một lần đi, cùng cực xem hắn có thể thành đạo hay không, ta nghĩ rằng không thể. Thất Đạo Thánh gật đầu nói, ta cũng nghĩ là không thể. Ngọc Bồ Đề nói, không thể. Đế Tuấn cười nói, vậy ta liền lựa chọn có thể đi, nếu không, thì cuộc đánh cược này chẳng còn ý nghĩa, cá cược cái gì đây? Ba vị đại năng lâm vào trong trầm tư. Một lát sau, Thất Đạo Thánh cười ta nói, không bằng đánh cược đại đạo Niết Bàn đi. Đế Tuấn cả giận nói, ác như vậy, ba lão gia hảo các ngươi định ức hiếp ta đấy à? Làm sao? Đường đường vĩnh hằng thần linh, ngươi không dám à? Ngọc Bồ Đề khiêu khích nói. Đế Tuấn nói khẽ, cược thì cược, nếu các ngươi thua, các ngươi phải chuyển giao cho ta một đại đạo. Tỳ Thiên Lão Tổ, Ngọc Bồ Đề và Thất Đạo Thánh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu. 10 năm sau. Sau khi từ Thái Cực Điện trở về, Hàn Tuyệt một mực tu luyện khắc khổ, cùng lúc đó, vô lượng đại kiếp tranh đấu lần nữa bộc phát. Lúc trước chủ nhân các thế lực vẫn còn cùng nhau nghe đạo thì bây giờ bắt đầu ào ào đổ máu. Ngộ Đạo Kiếm dạo gần đây không thích ở lại trong động phủ, nàng ưa thích lăn lộn cùng một chỗ với Lệ Diêu. Từ khi Lệ Diêu đánh bại Đồ Linh Nhi cầm trong tay Tổ Vu Tháp, Ngộ Đạo Kiếm trở nên vô cùng sùng bái nàng. Điều này cũng là một chuyện tốt, ít nhất Hàn Tuyệt càng được yên tĩnh hơn. Một ngày này, hắn lấy Ách Vận Thư ra nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem xét thông báo. Hảo hữu Lý Đạo Không bị đại năng của thần cung tập kích 45 lần. Hảo hữu Đại Thần Tướng bị tiên đế của yêu tộc tập kích 120 lần. Hảo hữu Hoàng Cực Hạo bị đệ tử của thần cung tập kích 198.431 lần. Hảo hữu Kỳ Tiên Thần bị vận khí của Thánh Triều tập kích, vận khí suy bại hảo hữu Kỳ Tiên Thần mạnh mẽ cắn nuốt vận khí của Thánh Triều. Đạo hạnh tăng mạnh hảo hữu Mạc Trúc ngộ nhập Thượng Cổ Động Thiên Phúc Địa, cải biến vận khí đồ đệ Long Hạo trong mộng thu được truyền thừa của Hạo Thiên, tu vi phóng đại. Lý Đạo Không cùng thần cung đánh nhau rồi, bị cường giả siêu việt tiên đế tập kích nhiều lần như vậy, vậy mà y ngay cả một lần cũng không bị thương. Hàn Tuyệt hoài nghi là y chủ động bao vây đại năng của thần cung. Kỳ Tiên Thần không hổ là người ứng kiếp, dạo gần đây chiến tích càng ngày càng sáng chói, tu vi cũng không ngừng tăng vọt, đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên. Thấy Long Hạo nhận được truyền thừa của Hạo Thiên, Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng mà độ hảo cảm của Long Hạo dành cho hắn cũng không hạ thấp, nói rõ tạm thời y còn chưa bị Hạo Thiên đoạt xá. Xem ra cần phải nói lại việc này cho Thiên Đế biết, để cho Thiên Đế sớm có chuẩn bị mới được. Lúc trước hắn không nói là lo lắng Thiên Đế có khả năng đã biết rõ chuyện này, cho nên mới đưa Long Hạo đến dưới trướng của hắn, nhưng hắn không muốn bị cuốn vào vòng xoáy giữa Thiên Đế cùng Hạo Thiên. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, ta lại đột phá một lần, phải chăng nên chiếu cố Yêu Đế và Thiên Đạo Phật Tổ một chút. Hàn Tuyệt âm thầm suy nghĩ, hiện tại hắn chính là có ngàn vạn ức năm tuổi thọ, số mệnh quá dài, có thể dùng một chút. Một người nguyền rủa 2 tỷ năm thử xem,
dù sao ngay cả số lẻ cũng còn kém xa. Sau khi Hàn Tuyệt quyết định như vậy liền bắt tay vào tăng lớn cường độ nguyền rủa. Đầu tiên hắn chọn nguyền rủa Thiên Đạo Phật Tổ trước. 5 ngày sau, tuổi thọ của hắn bắt đầu hạ thấp. Hàn Tuyệt chăm chú nhìn bảng giao diện thuộc tính của mình, chuẩn bị bấm điểm. 100 vạn năm, 1.000 vạn năm, 500 triệu năm, 1 tỷ năm, 2 tỷ năm. Dừng tay. Hàn Tuyệt ném ách vận thư sang một bên, tiếp đó bắt đầu vận công chữa thương. Lần đầu tiên liên tục hao tổn 2 tỷ năm tuổi thọ, thậm chí có chút ít choáng váng cả đầu, thân thể hư nhược. Về sau nguyền rủa địch nhân không thể liên tục nguyền rủa nhiều hơn 2 tỷ năm, nếu không dễ dàng gặp chuyện không may. Hàn Tuyệt vừa chữa thương, vừa kiểm tra thông báo. Hắn không thể không vui mừng, quả nhiên ra hàng rồi. Kẻ thù của ngươi là Thiên Đạo Phật Tổ bởi vì bị ngươi nguyền rủa, ma tâm bạo tẩu, vô ý ra tay tru sát mấy vị Phật Đà, tổn thương đến mấy trăm vị đệ tử cửa Phật. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý, lần này vỏ bọc của ngươi bị xé rách rồi đi. Để ta nhìn xem ngươi sẽ diễn tiếp như thế nào. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh, hắn bắt đầu nguyền rủa yêu đế. Cũng nguyền rủa liên tiếp 2 tỷ năm tuổi thọ, yêu đế sâu không lường được cuối cùng cũng chịu xảy ra vấn đề. Kẻ thù của ngươi là yêu đế bởi vì bị ngươi nguyền rủa, sát tâm phóng đại, đích thân tham gia giết chóc phát tiết, nghiệp lực tăng vọt, trở thành người ứng kiếp hả? Còn trở thành người ứng kiếp, Hàn Tuyệt hiếu kỳ, cánh cửa của người ứng kiếp rốt cuộc là cái gì? Sau đó, hắn tiếp tục nghỉ ngơi, hắn thật tình không biết, tiên giới đã đại loạn. Thiên Đạo Phật Tổ đồ sát đệ tử Phật môn, kinh động những đại Phật Tổ khác tự mình xuất quan, liên thủ với nhau trấn áp Thiên Đạo Phật Tổ, huyên náo Phật môn làm cho lòng người bàng hoàng. Yêu đế nhập ma, tàn sát muôn dân trăm họ, khiến cho nhân thần cùng căm phẫn, nghe nói diện tích cả một vực bị huyết khí bao phủ, khủng bố tuyệt luân. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt bắt đầu sử dụng công năng diễn hóa, thầm nghĩ ta muốn biết người thắng cuối cùng trong vô lượng đại kiếp lần này. Cần khấu trừ 10 ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Chỉ là 10 ức năm mà thôi, không cần quan tâm. Hàn Tuyệt hào hùng vạn trượng nghĩ như vậy, ngay sau đó ý thức của hắn bắt đầu mông lung. Mở mắt ra lần nữa, Hàn Tuyệt đã đi đến phía trên mặt đất, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cả người đều cảm thấy sửng sốt. Thiên địa lờ mờ, bão cát che khuất bầu trời, phía trên mặt đất đã không có thực vật, tất cả đều là từng chồng bạch cốt, thê lương vô cùng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên địa hủy diệt rồi sao? Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 323, Hạo Thiên Đổ Thế, Nguyền Rủa, Hắc Ám Cấm Chủ. Tất cả đều đồng quy vu tận sao? Hàn Tuyệt nhíu mày suy nghĩ, hắn không thể không hoảng sợ. Đừng nói là hắn cũng cùng với thiên địa đồng quy vu tận đấy chứ. Tại sao có thể như vậy? Là vì ta nguyền rủa yêu đế và Thiên Đạo Phật Tổ đến phát điên sao? Trong lòng Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận. Không xong, không cẩn thận tự chơi chết chính mình rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Hàn Tuyệt thấy một bóng người. Thân ảnh kia đả tọa trên không trung, bão cát che đậy, rất khó nhìn thấy gã. Hàn Tuyệt híp mắt nhìn kỹ, sắc mặt đại biến. Người này là Long Hạo. Tiểu tử này là người thắng cuối cùng trong lượng kiếp. Hàn Tuyệt lập tức bay qua đó, muốn tới gần gã. Long Hạo đột nhiên mở mắt, kim quang trên đỉnh đầu hóa thành cho bụi phiêu tán, một đầu tóc đen tung bay, tùy ý lay động trong gió, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu biến thành tóc trắng. Gã càn rỡ cười to nói, chấm giết xuyên qua lượng kiếp, hoàn thành hành động vĩ đại đến cả ma tổ cũng không hoàn thành được. Tam thập tam tầng thiên, cổ hoang, các ngươi cứ chờ đấy, Hạo Thiên chấm sớm muộn sẽ giết trở về. Hạo Thiên, Hàn Tuyệt nhíu mày, tại sao là Hạo Thiên lại là người thắng cuối cùng trong vô lượng đại kiếp? Hàn Tuyệt vô cùng khó hiểu. Lúc này, Hạo Thiên giơ tay lên đưa về phía lồng ngực của mình, trực tiếp kéo ra một đạo hồn phách. Hồn phách kia nhìn giống gã như đúc. Long Hạo, Hàn Tuyệt trừng to mắt. Bị Hạo Thiên cầm trong tay, Long Hạo dùng hết toàn lực vùng vẫy, y tức giận nói, Hạo Thiên, ngươi giết phụ hoàng của ta, tàn sát ẩn môn chúng ta, ngươi chết không yên lành. Hạo Thiên khinh miệt nói, phía dưới thiên đạo, ai dám để cho chậm chết? Hàn Tuyệt như bị sét đánh, ẩn môn bị tàn sát. Lão tử cũng không còn, Hàn Tuyệt xém chút nữa tức điên lên. Đúng lúc này,
tất cả mọi thứ trước mắt chợt tan vỡ. Diễn hóa kết thúc, ý thức của Hàn Tuyệt trở lại thực tế. Hắn mở to mắt, chau mày. Con chó chết Hạo Thiên, thù này không đội trời chung, không chết không thôi. Hàn Tuyệt cảm thấy hơi lúng túng. Hạo Thiên vẫn còn ở trong cơ thể của Long Hạo, nếu hắn nguyền rủa Hạo Thiên, chắc chắn sẽ liên quan đến Long Hạo. Phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ tách ra. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, đưa thần thức vào trong đó. Đế Thái Bạch vẫn lạc, cũng không biết bây giờ thiên đạo lệnh do ai nắm giữ. Rất nhanh, một giọng nói truyền đến, chuyện gì? Thiên đế. Hàn Tuyệt kinh ngạc, không ngờ thiên đế lại cầm thiên đạo lệnh của Đế Thái Bạch. Hắn còn tưởng rằng thiên đạo lệnh cũng bị hủy diệt cùng với Đế Thái Bạch rồi cơ. Thiên đế thật có lòng à. Hàn Tuyệt lựa lời mà nói, bệ hạ, sau khi kết thúc nghe đạo, ta tu hành nhân quả đại đạo, tính đến trong cơ thể Hạo Nhi còn cất giấu một cái hồn phách, không thể không đề phòng. Thiên đế hiếu kỳ nói, ngươi chỉ là tiên đế sao có thể tu thành nhân quả đại đạo? Khục khục, có thể là thiên tư đi. Ngươi tính sai rồi, trong cơ thể Hạo Nhi cũng không có hồn phách nào khác, y chính là nhi tử của trẫm, hồn phách của y là hồn phách tân sinh. Ta tính ra được hồn phách kia gọi là Hạo Thiên, vừa vặn giống với Hạo Nhi một chữ Hạo. Hạo Thiên, giọng điệu thiên đế thay đổi, trở nên hơi kinh hãi. Lời ngươi nói là thật sao? Đúng vậy, bệ hạ, ngài cũng đừng nói là ta tính ra. Ừ, thiên đế nhanh chóng cắt đứt thần thức liên hệ. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, xem ra thiên đế thật sự vẫn chưa biết, hy vọng thiên đế có thể cứu vớt Long Hạo. Chỉ cần bắt được hồn phách của Hạo Thiên ra ngoài, Hàn Tuyệt có thể nhằm vào gã. Mẹ nó chứ, người này dám tàn sát ẩn môn, Hàn Tuyệt thật sự nổi giận. Mặc dù là chuyện xảy ra trong tương lai, nhưng hắn vẫn rất tức giận, độ cừu hận đối với Hạo Thiên trực tiếp tăng lên đến 6 sao. Thiên đạo Phật Tổ đã mất đi tư cách trở thành người thắng cuối cùng, về sau không cần đặc biệt nhằm vào nữa, cứ 10 năm một lần tranh thủ để cho lão chết ở trong vô lượng. Đại kiếp là tốt rồi, tạm thời không vội. Tiếp đến, Hạo Thiên chính là mục tiêu số 1 của Hàn Tuyệt. Ai, lại phải vì cứu vớt thương sinh mà ra sức a? Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, lặng lẽ suy nghĩ. Mong muốn của hắn đối với tương lai rất đơn giản, muôn dân trăm họ vẫn còn, trật tự vẫn còn, thiên đế còn sống, hắn cũng còn sống. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà kết quả diễn hóa hai lần trước quá đen tối, thiên đạo Phật Tổ hắc hóa, chuẩn bị mang đến bóng tối cho chúng sinh, Hạo Thiên càng là tàn sát hết chư thiên vạn giới, không hợp thói thường đến cực điểm. Ta đâu phải là hắc ám cấm chủ, ta là quang minh cứu thế chủ mới đúng à. Hàn Tuyệt điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục tu luyện. Nguyên rủa chỉ là một loại thủ đoạn, tu vi mới là trọng yếu nhất. Hắn cũng không thể chỉ dựa vào nguyên rủa. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn phải có thực lực muốn giết ai thì giết, mà không phải chỉ trốn ở sau lưng nguyên rủa. Tuy rằng như vậy rất thoải mái, nhưng cuối cùng đó cũng không phải là thủ đoạn đường đường chính chính. Tiên giới, Tây Thiên. Tam đại Phật Tổ đứng ở phía trên đám mây, bọn họ đều có thân cao vạn trượng, tỏa ra Phật quang vạn trượng. Vô số đệ tử cửa Phật quay xung quanh trên không trung, ánh mắt của mọi người cùng rơi vào một mảnh sông núi ở phía dưới. Phía trên sông núi dán đầy lá bùa, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Sâu trong lòng đất, thiên đạo Phật Tổ đang đả tọa trong động, hai mắt lão huyết hồng, không còn dáng vẻ trang nghiêm của ngày xưa. Lão nghiến răng nói, ta bị hắc ám cấm chủ ám toán, ta cũng không phải là ma tộc. Lai lịch của ta, các ngươi còn không biết rõ sao? Phía trên biển mây, thần uy Phật Tổ uy nghiêm nhất mở miệng nói, A-di-đà Phật, việc này chúng ta đã biết được, về hắc ám cấm chủ, bổn tọa nhất định sẽ tìm ra hắn. Nhưng ngươi phạm phải tội nghiệt là thật, ngươi cứ ở lại chỗ này tĩnh tâm tỉnh lại đi, cho đến khi nào Phật tâm trở lại tinh khiết hãng xuất quan. Thiên đạo Phật, Tổ trầm mặc. Giờ phút này, tại bên trong các đệ tử cửa Phật có một vị Phật Đà tướng mạo bình thường, y chính là Hỗn Nguyên Thiên Ma sau khi đoạt xá. Chậc chậc, hắc ám cấm chủ quả nhiên là lợi hại, không ngờ có thể làm cho thiên đạo Phật Tổ mất khống chế, xem ra thời đại Phật môn một tay che trời đã kết thúc rồi. Hỗn Nguyên Thiên Ma âm thầm nghĩ, y không thể không nghĩ đến Hàn Tuyệt. Chẳng biết tại sao, y cảm thấy hắc ám cấm chủ rất có khả năng liên quan đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quá tà môn rồi. Bất kể như thế nào, y đã là người của Hàn Tuyệt, sinh tử bị Hàn Tuyệt điều khiển, y tự nhiên không dám bôi đen Hàn Tuyệt. Hiện tại y chỉ hy vọng Hàn Tuyệt chính là hắc ám cấm chủ. Nếu như hắc ám cấm chủ trở thành người cười cuối cùng, y cũng có thể thu được món lời lớn.
nhưng mà Hàn Tuyệt tối đa cũng chỉ là thủ hạ của Hắc Ám Cấm Chủ đi. Nếu như hắn mạnh như vậy, cũng đã không cần phải trốn ở phàm trần. Hỗn Nguyên Thiên Ma miên man suy nghĩ. Thiên Đạo Phật Tổ đã bị trấn áp, như vậy từ giờ y đã có thể thực hiện dã tâm của mình. Thiên Đạo Phật Tổ thật ra chính là Ma Tổ, lão chính là dốc sức vì Ma Tổ. Bây giờ y đã bị coi là phản bội ma tộc, cho nên vẫn luôn sợ bị Thiên Đạo Phật Tổ phát hiện. Thoáng chớp mắt, lại là 20 năm trôi qua. Đối với động tĩnh trên tiên giới, Hàn Tuyệt không biết rõ, chỉ có thể từ trong thông báo dò xét một chút. Một ngày này, Hàn Tuyệt đang muốn lấy ách vận thư ra quét nhiệm vụ hàng ngày. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. À, có một luồng sức mạnh cực kỳ quỷ dị thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn cảm thấy luồng sức mạnh này hơi giống với nhân quả đại đạo. Nhưng cũng rất khác, không cách nào bắt lấy, hắn chỉ có thể dùng pháp lực chống đỡ. Chờ chút, lực lượng nguyền rủa, khốn kiếp, có người nguyền rủa ta. Hàn Tuyệt bị hù dọa, toàn thân run lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn lập tức kiểm tra người mạnh nhất xung quanh đảo ẩn môn. Vi cao nhất chính là hắn, cũng không có kẻ địch tập kích. Chẳng lẽ là yêu đế, Lý Huyền Áo, Hư Hoàng, Thiên Đạo Phật Tổ? Bọn họ đã phát hiện ra ta là Hắc Ám Cấm Chủ. Không đúng. Nếu bọn họ đã phát hiện ra ta thì thông báo gia tăng độ cừu hận sẽ phải tăng nhiều mới đúng. Hàn Tuyệt buồn bực. Ai a, không ngờ nguyền rủa đã đến trên đầu ta. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không cách nào từ trong lực lượng nguyền rủa suy tính đến nhân quả. Hắn nở nụ cười. Đối phương cũng khá là có thủ đoạn nha. Bất quá ta còn có thủ đoạn càng mạnh hơn. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 324, Cảnh Thiên Công, 4.000 tuổi. Ta muốn biết là ai đang nguyền rủa ta, Hàn Tuyệt trong lòng nghĩ đến, sử dụng công năng diễn hóa. Cần khấu trừ 100 triệu năm tuổi thọ, có tiếp tục hay không tiếp tục. Ngay sau đó, trong đầu Hàn Tuyệt xuất hiện một hình cảnh. Trong một tòa đạo quán u ám, một thanh niên mặc đạo bào cầm trong tay một cái la bàn màu tím, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Hàn Tuyệt đã gặp qua người này, trước Thái Cực Điện. Lúc trước tại Điện Thái Cực, Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện sao chép số liệu của tất cả mọi người ở đây, đồng thời ghi nhớ luôn bộ dáng của bọn họ. Dẫu sao có thể là người được nghe đạo, đều là nhân vật lớn trên tiên giới, nhớ kỹ hết là chuyện tốt. Người này hình như là đến từ Tiệt Giáo. Hàn Tuyệt vào mô phỏng thí luyện, tìm được người này, xem xét tin tức của gã. Cảnh Thiên Công, tu vi không biết, trưởng lão Tiệt Giáo Hàn Tuyệt trước quyết đấu một trận với gã. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt bại trận. Người này có chút vấn đề à nha. Hàn Tuyệt mở mắt. Cảnh Thiên Công tại sao lại nguyền rủa hắn? Hàn Tuyệt cảm nhận được lực lượng nguyền rủa này đã tan biến, đối với hắn cũng không sinh ra tổn thương thực chất nào. Chẳng lẽ người này cũng không phải muốn nhằm vào hắn, mà là đang nguyền rủa rất nhiều người sao? Hàn Tuyệt nghĩ mãi mà không rõ. Mặc kệ như thế nào, đối phương nguyền rủa hắn, hắn nhất định phải nguyền rủa trở về. Nhưng không thể là bây giờ, hiện tại liền nguyền rủa, quá rõ ràng, để qua vài năm lại nói sau. Hàn Tuyệt lấy ra ách vận thư, trước tiên nguyền rủa địch nhân của mình, hoàn thành nhiệm vụ 10 năm một lần. Trong đạo quán tối tăm, Cảnh Thiên Công chậm rãi thả la bàn màu tím trong tay ra, gã thở dài một hơi. Tuy có chí bảo, nhưng muốn nguyền rủa hết đám người nghe đạo trong Thái Cực Điện kia vẫn là rất khó khăn. Gã lặng lẽ suy nghĩ, gã trọng điểm nguyền rủa chính là chủ nhân của các thế lực phát động phong vân trong lượng kiếp. Về phần các tiên đế đi theo, gã chỉ tùy tiện nguyền rủa một chút, không hề muốn tốn hao tâm lực trên bọn tiên đế đó. Bọn họ nhất định tưởng rằng Hắc Ám Cấm Chủ tại nguyền rủa bọn họ, càng loạn càng tốt, như vậy ta Tiệt Giáo có thể thừa dịp loạn quật khởi. Cảnh Thiên Công mặt lộ vẻ chờ mong. Giáo chủ, Thiên Công ta nhất định sẽ khai sáng Tiệt Giáo, dẫn dắt Tiệt Giáo trở lại đỉnh phong. Cảnh Thiên Công suy nghĩ kiên định. Gã bắt đầu vận công chữa thương, nguyền rủa vốn là thủ đoạn tà môn, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại mình 800. Cũng may có chí bảo của gã, cắn trả gã không quá lớn. Thật không biết Hắc Ám Cấm Chủ làm sao mà làm được, vậy mà có thể nguyền rủa toàn bộ tiên giới, tuổi thọ của hắn chắc phải rất dài. Hay là tu vi cực cao sao? Cảnh Thiên Công nghi hoặc nghĩ đến. Nguyền rủa sẽ tiêu hao tuổi thọ hoặc là vận khí, tuổi thọ của gã mặc dù dài, nhưng không dám dùng để nguyền rủa,
bởi vì nguyền rủa tiêu hao tuổi thọ quá nhiều, cũng không phải tiêu hao vận khí. Vận khí không còn, có thể lại kiếm được. Tuổi thọ cái thứ đồ chơi này chính là mệnh số, tu vi của gã như vậy, rất khó lại vượt qua đại nạn, trừ phi đột phá. Đột phá sao mà khó khăn quá vậy? Gã đã không đột phá ngàn vạn năm rồi, gã đều sắp quên tư vị khi đột phá. 10 năm sau, Hàn Tuyệt chợt mở mắt, trong mắt lập lòe tinh quang. Đã đến giờ rồi. Ngộ đạo kiếm không có trong động phủ, Hàn Tuyệt trực tiếp lấy ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa cảnh thiên công của Tiệt giáo. Lấy trước 100 triệu năm ra vui đùa với gã một chút. Hàn Tuyệt nói thầm, dù sao cảnh thiên công cũng không biết hắn đang ở đâu. 5 ngày sau, tuổi thọ của Hàn Tuyệt bắt đầu hạ thấp, hắn kiểm tra bảng giao diện thuộc tính, nghiêm khắc khống chế thời gian. Sau khi toàn lực nguyền rủa, 100 triệu năm tuổi thọ tiêu hao rất nhanh. Lúc này khi đạt tới 100 triệu năm, hắn lập tức dừng tay, lau vết máu chảy ra từ hai mắt. Hắn kiểm tra thông báo một chút, không tìm được động tĩnh của cảnh thiên công. Ờ ha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Cảnh thiên công cũng không sinh ra hảo cảm hoặc là cừu hận với hắn. Hàn Tuyệt không cách nào biết được tình huống của gã, nên tiếp tục hay không ta? Được rồi, cứ như vậy đi. Cảnh thiên công chỉ nguyền rủa hắn trong một giây lát, về sau cũng không nguyền rủa nữa. Hàn Tuyệt có qua có lại, cảnh cáo một chút là tốt rồi. Nếu như cảnh thiên công còn nguyền rủa hắn, vậy Hàn Tuyệt sẽ phải lấy tính mạng ra mà nguyền rủa gã cho đến chết. Hàn Tuyệt điều chỉnh trạng thái, sau khi khôi phục tiếp tục làm nhiệm vụ hàng ngày. Lúc này trong đạo quán u ám nọ, phốc. Cảnh thiên công phun ra một ngụm máu, gã vội vàng vận công chữa thương, trấn áp lực lượng nguyền rủa kinh khủng này. Đáng chết, ai đang nguyền rủa ta vậy? Chẳng lẽ là việc ta nguyền rủa người khác bị phát hiện ra rồi hay sao? Cảnh thiên công bị hù dọa, hay là gã chọc phải đại năng thông thiên nào rồi, vậy cũng liền hỏng bét. Một đoạn thời gian sau, cảnh thiên công cực kỳ khẩn trương. Hàn Tuyệt nguyền rủa, dẫn đến pháp lực của gã bạo loạn, trong thời gian ngắn không cách nào chấn định. Nếu trong khoảng thời gian này có đại năng đột kích, gã rất có thể sẽ chết. Này một bậc chính là 5 năm. Cũng không có đại năng nào đột kích, lực lượng nguyền rủa này cũng không tiếp tục. Xem ra thực sự không phải là do đám người nghe đạo trong Thái Cực Điện kia đang nguyền rủa gã. Cảnh thiên công nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là do hắc ám cấm chủ. Cảnh thiên công càng nghĩ càng thấy có khả năng. Hắc ám cấm chủ am hiểu nguyền rủa, gã muốn hãm hại hắc ám cấm chủ. Hắc ám cấm chủ phát giác được cũng là rất có thể. Hắc ám cấm chủ đang cảnh cáo ta hay sao? Cảnh thiên công cười khổ, trong lòng lại tràn đầy kính sợ. Hắc ám cấm chủ đến cùng là sự tồn tại như thế nào? Cảnh thiên công nhìn la bàn màu tím của chính mình, đột nhiên cảm giác được bản thân có chút buồn cười. Tại sao ta không gia nhập hắc ám cấm chủ nhỉ? Ta với hắn cùng nhau đảo loạn tiên giới, thuận tiện lôi kéo đồng minh mạnh mẽ cho Tiệt giáo. Lại nói, Tiệt giáo ngược lại không có tin tức nào liên quan đến việc bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa truyền ra. Ánh mắt của cảnh thiên công sáng lên, cảm thấy ý nghĩ này của mình không tồi. Chỉ là nên đi chỗ nào tìm hắc ám cấm chủ đây? Từ sau khi hao phí 100 triệu năm tuổi thọ nguyền rủa cảnh cáo cảnh thiên công, Hàn Tuyệt liền không còn bị nguyền rủa nữa. Xem ra người này bị hù dọa rồi. Như vậy cũng tốt, mọi người hòa khí sinh tài, an tâm tu luyện. Sinh hoạt của Hàn Tuyệt lần nữa khôi phục lại yên bình. Tiếp tục đánh sâu vào thất chuyển tiên đế. Mỗi năm trôi qua, kiểm chắc được ngươi đã đủ 4.000 tuổi, nhân sinh lại bước tiến thêm một bước. Ngươi có những lựa chọn sau đây: một, lập tức nhập kiếp, tranh đoạt vận khí lớn, danh chấn chư thiên, có thể thu được 9 mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một lần cơ hội để hệ thống thăng cấp 2, tạm không nhập kiếp, tu luyện điệu thấp, cùng 5 tháng tranh phong, có thể thu được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông. Hàn Tuyệt nhìn những lựa chọn trước mắt, không khỏi nhíu mày. Cái hệ thống chó chết này vì dẫn ta nhập kiếp, thật sự là hạ xuống vốn gốc nha. Muốn ta nhập kiếp hả? Không có cửa, cửa sổ còn không có nha. Hàn Tuyệt lặng lẽ lựa chọn hạng mục thứ hai. Chúc mừng ngươi thu được một mảnh vỡ đại đạo, chúc mừng ngươi thu được thần thông đại tự tại tù thiên trưởng, đại tự tại tù thiên trưởng, thần thông tuyệt thế liên quan đến không gian chi đạo. Có thể một trường hấp thu cả bầu trời, trở nên mạnh mẽ theo sự tăng trưởng của tu vi, mạnh nhất có thể thu lấy cả thiên đạo đại tự tại à. Thật là một cái tên khiến người hoài niệm, thần thông này có chút khủng bố à nha. Mạnh nhất có thể thu lấy cả thiên đạo sao? Hàn Tuyệt lập tức truyền thừa đại tự tại tù thiên trường.
Thần thông này không chỉ là đơn giản thâu lấy trời như vậy, cũng có thể nhận hết toàn bộ tồn tại phía dưới bầu trời, giam cầm trong không gian, thôn phệ pháp lực hoặc là những năng lượng khác. Rất bá đạo. Hàn Tuyệt sau khi luyện tập thành công, nhớ tới chính mình còn chưa tăng lên từng kiếm đạo, liền hao phí thời gian một năm tăng tất cả thần thông của bản thân đều lên đến cực hạn. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến hành mô phỏng thí luyện, luyện một chút đại tự tại tù thiên trưởng, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cảm ứng. Đến từ hỗn độn lĩnh vực, đạo chí tôn lại tìm hắn. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, ý thức liền nhảy vào trong hỗn độn lĩnh vực. Hỗn độn lĩnh vực tương đương với đội mà Hàn Tuyệt và đạo chí tôn tạo ra, hai người có thể tại bên trong đây tiến hành giao lưu ý thức, bất kể bản thể của bọn họ cách xa nhau như thế nào. Đạo chí tôn nói ngay vào điểm chính, ngươi có thể tới cứu ta hay không? Sau khi chuyện thành công, ta thiếu nợ ngươi một cái mạng. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, ngươi bị ai bắt vậy? Yêu đế. Vậy thì không thể, ngươi nén bi thương. Nín lặng, hai người lâm vào trong trầm mặc. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu Tại, thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 325, cảnh còn người mất, Tô Kỳ thức tỉnh. Hàn Tuyệt nhìn đạo chí tôn, trong lòng cảm thấy tràn đầy may mắn. May mắn lúc trước không cùng người này đi ám sát yêu đế. Hàn Tuyệt cũng không bỏ đá xuống giếng, hoặc là thuyết giáo việc xảy ra sau đó, lúc này im lặng là biện pháp tốt nhất. Thật lâu sau, đạo chí tôn ung dung nói, nếu ngươi có thể nghĩ biện pháp cứu ta ra, ta có thể chuyển cho ngươi một cọc đại cơ duyên, có thể khiến ngươi bước vào thần cảnh, tuyệt đối thành công, cũng không cần độ kiếp. Hàn Tuyệt nói, được rồi, việc này ta thật sự bất lực. Đạo chí tôn nghiến răng nói, vậy ngươi ra điều kiện đi. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, thần cung tại sao không cứu ngươi? Ta nghe nói thần cung giống như cùng yêu đình liên thủ rồi, thả ngươi một mạng, có lẽ không thành vấn đề. Nghe vậy, đạo chí tôn thở dài một tiếng, nói, cung chủ và yêu đế có khả năng đạt thành ước định nào đó rồi. Nghĩ tới đây, đạo chí tôn xót xa trong lòng. Sở dĩ y đi ám sát yêu đế, còn không phải là vì suy tính cho thần cung sao, ai biết sau khi y ám sát thất bại, song phương liền liên minh. Liên minh thì liên minh đi, thần cung vậy mà không cứu y, hiện tại y cả ngày bị yêu đế hành hạ, khổ không thể tả. Hàn Tuyệt lần nữa trầm mặc, không khỏi mặc niệm cho đạo chí tôn, y đây là đi theo nhầm người rồi. Nếu như là hắn bị bắt, thiên đế khẳng định không tiếc bất cứ giá nào để cứu hắn. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, nếu như ta muốn ngươi rời khỏi thần cung thì sao? Đạo chí tôn ngẩn người, theo bản năng cự tuyệt nói, không thể rời. Nhưng còn chưa có nói xong, y lại ngậm miệng. Thiên kiêu đều có ngạo khí, huống chi đạo chí tôn cho là mình là thiên kiêu đệ nhất chư thiên. Thần cung sẽ không sợ mất đi y. Đáng giận, đạo chí tôn càng nghĩ càng nén giận. Chỉ cần ngươi có thể cứu ra ta, ta liền rời khỏi thần cung, gia nhập ngươi. Đạo chí tôn trầm giọng nói. Y, cực hận yêu đế, dạo gần đây yêu đế cực kỳ tàn bạo, thường xuyên phát tiết lửa giận tại trên người y sắp không chịu được. Mấu chốt là lúc trước yêu đế dẫn y đi đến thái cực điện nghe đạo, rõ ràng đụng phải chủ nhân của thần cung. Chủ nhân của thần cung rõ ràng có thể cứu y, nhưng lão lại nói cho y biết, muốn y trước tiên nhịn một chút, ở lại bên cạnh yêu đế. Như vậy coi ta là cái gì? Coi ta làm con cờ hay sao? Đem ta ra làm niềm vui cho yêu đế hả? Hàn Tuyệt nghe thấy ngữ khí của đạo chí tôn, không khỏi thổn thức không thôi. Thần cung bị não tàn rồi hả? Hàn Tuyệt nói, ngươi đợi đi, ngay bây giờ ta sẽ đi tìm người giúp đỡ. Được, đạo chí tôn gật đầu nói, do dự một chút, nói, cảm ơn. Hàn Tuyệt khoát tay nói ra thật xấu hổ, thực lực của ta còn chưa đủ, nếu không nhất định sẽ đích thân cứu ngươi. Dẫu sao chỉ có hai vị chúng ta là hỗn độn thể chất, cũng coi là đồng tộc, ai, ngươi đợi tin tức tốt đi. Ừ, đạo chí tôn sinh ra hảo cảm với ngươi, độ hảo cảm hiện tại là 2 sao. Hàn Tuyệt trở lại thực tế, nhìn lấy nhắc nhở trước mắt, có chút bất mãn. Mới có 2 sao thôi hả? Mà thôi, dù sao vẫn không cứu được y. Hàn Tuyệt lấy ra thiên đạo lệnh, liên hệ thiên đế. Rất nhanh, thần thức liên thông. Bệ hạ, ngươi muốn thu phục hỗn độn thể chất sao? Hàn Tuyệt trực tiếp hỏi. Thiên đế kinh ngạc hỏi, ngươi nói là đạo chí tôn phải không? Y bị yêu đế bắt đi, chẫm cho dù có cứu thì y cũng sẽ chạy về thần cung thôi. Không hổ là thiên đế, tình báo thật là linh thông.
Vừa rồi y liên hệ ta, chúng ta đều là hỗn độn thể chất, có thể liên hệ trực tiếp trong lĩnh vực, chỉ cần ngài cứu thì y liền rời khỏi thần cung, gia nhập thiên đình. Hàn Tuyệt hồi đáp. Thiên đế cẩn thận hỏi, có phải là cái bẫy hay không? Hàn Tuyệt nhìn một chút quan hệ nhân tế, đạo chí tôn đúng là đã bị yêu đế hành hạ mới sinh ra hảo cảm với hắn. Hẳn không, phải, y nói yêu đế đang hành hạ y. Ừ, yêu đế người này dạo gần đây quả thật rất điên cuồng, cũng không biết hắc ám cấm chủ đối với gã làm cái gì nữa. Hả, ta chỉ nguyền rủa một chút, nào có làm cái gì đối với gã đâu. Hàn Tuyệt lặng lẽ suy nghĩ, thiên đế đáp ứng việc này, nói lập tức chuẩn bị. Không giống với thần cung, thiên đình thật sự rất thiếu thiên kiêu. Nếu đạo chí tôn có thể gia nhập thiên đình, vậy nhất định có thể hấp dẫn vô số thiên tài gia nhập thiên đình. Mạnh như đạo chí tôn đều thất bại, tiên giới thật nguy hiểm. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, tiếp theo liền mô phỏng thí luyện. Đám người nghe đạo trong Thái Cực Điện lúc đó trong mô phỏng thí luyện giống như tầng tầng lớp lớp boss cấp sĩ số vậy, chờ Hàn Tuyệt đi đánh bại. 30 năm nhanh chóng trôi qua, lúc này tu vi của Hàn Tuyệt đang không ngừng tăng cao, tu vi của chúng đệ tử trong tông môn ở đây cũng vững vàng tăng lên. Yếu nhất là hỗn độn thiên cẩu cũng có tu vi thái ất địa tiên cảnh hậu kỳ, Lệ Diêu đã đạt thành thái ất kim tiên. Hỗn độn hồ lô tinh Hàn Bát cũng theo sát phía sau, đạt tới thái ất kim tiên cảnh. Hàn Nhất đến Hàn Thất, tư chất không bằng Hàn Bát, trước mắt vừa đột phá đến thái ất huyền tiên cảnh. Mộ Dung Khởi cũng đạt tới thái ất kim tiên cảnh, những đệ tử khác, bao gồm hai con Kim Ô đều còn kém một chút. Nhắc tới Kim Ô, Hàn Tuyệt có chút lúng túng. Tư chất của bọn nó quả thật có chút không xứng với danh tiếng của Kim Ô, thảo nào bị thần tộc Kim Ô trục xuất, lúc trước thôn phệ cửu U Minh Long. Tuy rằng tư chất có tăng lên một chút, nhưng cùng so sánh với thiên kiêu cấp cao nhất trong tông môn, vẫn là kém một chút. Hàn Tuyệt cũng không vội, dù sao không cần A Đại và Tiểu Nhị làm việc. Mặt khác, Diêu giới cũng đang phát triển theo quỹ đạo ổn định, thiên đạo không ngừng tăng lên cao, các vị tu hành đỉnh phong trong Diêu giới đã bắt đầu đánh sâu vào thái ất chân tiên cảnh. Ngọc Thanh Thánh Tông, dưới sự chiếu cố của Bạch Y Phật đã thành thánh địa, uy danh lan xa, cửu đỉnh chân nhân còn chưa vẫn lạc, vẫn là trưởng giáo. Mấy nghìn năm trôi qua, y cũng được coi là đại năng dưới phàm trần. Mỗi khi thấy y, Hàn Tuyệt sẽ nhớ tới trưởng giáo Lý Khanh Tử, cảnh còn người mất. Sẽ không còn được gặp lại vị trưởng giáo tông môn đi khắp nơi bị đánh kia nữa. Đối với Ngọc Thanh Thánh Tông mà nói, Hàn Tuyệt đã là truyền thuyết, ngoại trừ một số ít trưởng lão trong giáo, đa số người đã quên mất sự tồn tại của hắn. Đối với việc này, Hàn Tuyệt cảm thấy rất tốt. Đây chính là kết cục tốt nhất. Ngọc Thanh Thánh Tông bởi vì hắn mà trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ không liên tục níu lấy bước chân của hắn lại. Hàn Tuyệt quan sát xong Diêu giới, lấy ra Ách Vận Thư, bắt đầu làm nhiệm vụ hàng ngày. Đạo chí tôn tăng lên hảo cảm với ngươi, độ hảo cảm hiện tại là 4 sao hả, vụ gì vậy? Hảo cảm làm sao tăng lên vậy? Chẳng lẽ thiên đế đã cứu đạo chí tôn ra thành công hay sao? Hàn Tuyệt kiểm tra thông báo, đều là động thái bị tập kích, cũng không cách nào xác định đạo chí tôn được cứu trợ hay chưa. Chờ một chút, qua một thời gian ngắn lại hỏi thiên đế một chút. Hàn Tuyệt nghĩ đến như vậy. Sư phụ, đồ nhi cầu kiến. Thanh âm của Tô Kỳ từ ngoài động phủ bay tới, Hàn Tuyệt không thể không thu Ách Vận Thư vào. Vào đi, Hàn Tuyệt vừa nói, vừa đóng cấm chế trong động phủ lại. Tô Kỳ bước nhanh đến trước mặt hắn mà quỳ xuống. Hàn Tuyệt chú ý tới hai đầu lông mày của y lượn lờ lấy một luồng hắc khí mắt thường có thể thấy được, thật không bình thường. Ngươi đã xảy ra chuyện? Hàn Tuyệt hỏi. Tô Kỳ hồi đáp, cũng không tính là gặp chuyện không may, dạo gần đây sau khi đột phá, nhớ lại được sự tình kiếp trước. Sư phụ, nguyên lai ta là vận rủi trời sinh, ta sợ ở tại chỗ này, có lẽ sẽ gây họa cho mọi người. Hàn Tuyệt hoàn toàn thất vọng, khỏi phải nói những lời này, vi sư không quan tâm, một ngày. Vi sư suốt đời vi phụ, sư phụ vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ngươi. Nghe vậy, Tô Kỳ cảm động, hốc mắt đều có chút phơn phớt đỏ. Kiếp trước lúc y bị tiệt giáo chuyển đến thiên đình, sau lại bị thiên đình đuổi xuống phàm trần, chưa từng có người nào giống như Hàn Tuyệt chiếu cố y đến vậy. Hàn Tuyệt hỏi, lực lượng vận rủi của ngươi có thể tu luyện phải không? Dạo gần đây tu vi của Tô Kỳ có chút rớt lại phía sau, Hàn Tuyệt cũng không hy vọng như vậy. Tiểu tử này còn có thể trở nên mạnh mẽ, về sau còn tiếp tục phá hoại kẻ địch của Hàn Tuyệt. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận,
Lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 326, Hoàng Tôn Thiên xót xa trong lòng, Chí Tôn gia nhập thiên đình. Quả thật là có thể, đây cũng là chuyện thứ hai mà ta tìm đến ngài, ta muốn rời đi đảo ẩn môn, đi tăng cường vận rủi của mình. Từ nhỏ ta đã là hóa thân của vận rủi, không cách nào vứt bỏ vận rủi, chỉ có thể thuận theo nó. Tô Kỳ nghiêm túc nói, y dương mắt nhìn Hàn Tuyệt, hy vọng sư phụ có thể đồng ý. Y tiếp tục nói, nếu như ta gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến ẩn môn, cũng sẽ không làm phiền sư phụ đối xử với ta vô cùng tốt, chỉ là hiện tại ta cảm thấy cứ tiếp tục bế quan tu luyện cũng không phù hợp với ta. Hàn Tuyệt trầm mặc, Tô Kỳ lo lắng bất an, sợ Hàn Tuyệt tức giận. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi trả lời, sẽ phải rời khỏi tiên giới, ta có thể cảm giác được ở bên ngoài tiên giới có một khu vực đang kêu gọi ta. Lúc trước ở thần cung, ta đã được biết rằng ngoại trừ chư thiên vạn giới lấy tiên giới làm trung tâm thì còn có những khu vực khác. Ví dụ như hắc ám cấm khu, quy khư thần cảnh, nhất định sẽ có một nơi để ta có thể tu hành vận rủi. Hàn Tuyệt nói, chờ thêm một thời gian nữa không được sao, chờ lượng kiếp kết thúc rồi hẵng đi. Tô Kỳ nói, trước đó còn có thể chịu đựng, nhưng từ khi lượng kiếp mở ra, ta trở nên tâm phiền ý loạn. Ta lo lắng nếu chờ đến lúc lượng kiếp diễn hóa đến giai đoạn kịch liệt, đạo tâm của ta có thể sẽ tan vỡ, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó mà ta cũng không cách nào đoán trước được. Sẽ xảy ra chuyện không khống chế được. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tô Kỳ tiếp tục nói, sư phụ không cần lo lắng cho ta, ta nhất định sẽ tuân theo lý niệm của ngài, tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi. Lời đều đã nói đến nước này, Hàn Tuyệt cũng không tiện tiếp tục ngăn cản y. Cuối cùng, hắn đồng ý cho Tô Kỳ rời đi, cũng để cho các đệ tử tập hợp lại với nhau. Tô Kỳ kể lại chuyện ở kiếp trước của mình, các đệ tử nghe vậy đều cảm thấy tâm tình nặng nề. Không ngờ ngay cả Tô Kỳ thường xuyên bế quan cũng có bối cảnh ở kiếp trước nặng nề như vậy. Sau khi để bọn họ trò chuyện với nhau mấy ngày, Hàn Tuyệt đưa Tô Kỳ đến dương gian. Nhìn theo bóng lưng Tô Kỳ đi xa, trong lòng Hàn Tuyệt cảm khái muôn phần, lại đưa một vị đệ tử rời đi. Muốn để cho các đệ tử lúc nào cũng bế quan khổ tu như mình là một chuyện vô cùng khó khăn. Long Hạo là vì thiên đình, Tô Kỳ là vì bản thân. Hàn Tuyệt chỉ có thể chúc phúc cho bọn họ. Thở dài một tiếng, Hàn Tuyệt nhảy trở về âm phủ, nhanh chóng trở lại bên trong đảo ẩn môn. Tô Kỳ rời đi cũng kích thích đến các đệ tử khác của ẩn môn. So với Tô Kỳ, bọn họ may mắn hơn rất nhiều, không bị ép phải rời khỏi sư môn. Hàn Tuyệt cũng là như thế. Nếu như hắn đủ mạnh, hắn đã có thể trợ giúp Tô Kỳ trấn áp vận rủi, khiến cho y không bị ảnh hưởng. Tiên giới, Kim Giải Đảo. Hoàng Tôn Thiên từ chân trời bay về phía Kim Giải Đảo, từ rất xa nhìn thấy Kim Giải Đảo, y thở dài một hơi. Cuối cùng cũng trở về rồi. Tiên giới quá lớn, nếu không có đại năng trợ giúp, cho dù là thái ất chân tiên cảnh như y cũng phải bay thật lâu. Không sai, Hoàng Tôn Thiên đã đạt tới tu vi thái ất chân tiên. Sau đại hội tiên tư, y lôi kéo đệ tử Tiệt giáo, dựa vào mồm mép cùng sự chân thành đã nhận được truyền thừa từ trưởng lão của Tiệt giáo, tu vi có thể nói là tăng nhanh vượt bậc. Ngoại trừ tu vi của bản thân, y còn thu được những cái khác. Rất nhanh, Hoàng Tôn Thiên gia nhập đảo, Bạch Hạc lập tức bay đến trước mặt y, quan tâm hỏi, ngươi ở đại hội tiên tư đã biểu hiện như thế nào? Hoàng Tôn Thiên rơi xuống trước đạo quán, thờ ơ nói, coi như cũng được đi, không tính xuất chúng, nhưng cũng không làm mất mặt Tiệt giáo. Bạch Hạc thở dài một hơi, cười nói, hảo tiểu tử, ta cũng không nhìn lầm ngươi. Hoàng Tôn Thiên bỗng nhiên dừng bước, quay người nhìn Bạch Hạc, vẻ mặt không chút thay đổi nói, kể từ hôm nay, đệ tử trên Kim Giải Đảo không được ra ngoài, tất cả đều tu luyện ở trong đảo, bao gồm cả ngươi. Bạch Hạc sửng sốt, trầm giọng nói, ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Ngươi có thể có hôm nay còn không phải là nhờ có ta nâng đỡ ngươi. Làm sao? Đi một chuyến đại hội tiên tư liền. Nó còn chưa nói xong, đột nhiên gục xuống. Chỉ thấy Hoàng Tôn Thiên móc ra một tấm lệnh bài, toàn thân tấm lệnh bài này đen nhánh, điêu khắc đồ văn kỳ lân, hình dáng của kỳ lân tựa hồ đang biểu đạt một chữ. Bạch Hạc cả kinh nói, tại sao ngươi lại có trưởng lão lệnh? Hoàng Tôn Thiên thờ ơ nói, ta đã bái kỳ lân trưởng lão làm sư phụ, tiếp theo nên làm như thế nào ngươi tự biết đi. Bạch Hạc trầm mặc. Hoàng Tôn Thiên thu hồi lệnh bài,
quay người đi vào trong đạo quán. Bạch Hạc không nghĩ ra tiểu tử này làm như thế nào mà có thể nhận được Kỳ Lân trưởng lão tán thành. Tư chất của y rõ ràng rất bình thường. Trở lại trong đạo quán, Hoàng Tôn Thiên đã tọa ở trên bồ đoàn, y thở dài một hơi. Hương vị của quyền lực quả thật khiến cho người ta mê muội. Hoàng Tôn Thiên nở nụ cười, lúc trước Bạch Hạc tỏ thái độ vinh vang đắc ý với y nhường nào. Chỉ có cường đại có lẽ mới có thể tùy tâm sở dục. Hy vọng sẽ không còn có người nào tới quấy rầy y nữa, nếu không y lại phải nghĩ biện pháp leo lên cao hơn. Vì bái Kỳ Lân trưởng lão làm sư phụ, y đã nghĩ hết mọi biện pháp, ngay cả tôn nghiêm cũng không còn. Ai? Nghĩ lại những chuyện này, Hoàng Tôn Thiên bắt đầu xót xa trong lòng. Trôi qua 10 năm, Tô Kỳ rời đi mang đến ảnh hưởng đã tan biến, hết thảy lại khôi phục như thường. Ngoài lúc tu luyện, Hàn Tuyệt lại lấy ách vận thư ra, vừa nguyên rủa địch nhân, vừa kiểm tra thông báo. Hảo hữu đạo chí tôn bị kẻ thù của ngươi là yêu đế tập kích, bị trọng thương. Hảo hữu thiên đế bị yêu tộc đại năng tập kích 10 lần. Hảo hữu đại thần tướng bị tiên đế của yêu tộc tập kích 34 lần. Hảo hữu hỗn nguyên thiên ma bị tiên đế của yêu tộc tập kích 27 lần. Hảo hữu lý đạo không bị kẻ thù của ngươi là yêu đế tập kích. Hảo hữu hoàng cực hạo bị yêu quái tập kích 239.829 lần. Hảo hữu long thiện bị yêu quái tập kích 176.661 lần. Hảo hữu đạo chí tôn bị yêu tộc đại năng tập kích, bị trọng thương. Khá lắm! Thiên đế phát động thiên đình và Phật môn vây công yêu đình. Vì cứu đạo chí tôn, bọn họ cũng đủ liều lĩnh. Hàn Tuyệt bị khí phách của thiên đế thuyết phục rồi. Hắn nhìn thấy đạo chí tôn bị yêu đình làm cho thương nặng 2 lần, xem ra không phải diễn kịch, yêu đế thật sự điên rồi. Bị tập kích như vậy, nếu như hắn là đạo chí tôn, hắn chắc chắn sẽ không lại trở về thần cung, trừ phi thần cung thay hắn báo thù. Nếu như bây giờ ta đi nguyền rủa yêu đế, nói không chừng còn có thể giúp bọn hắn rút lui đây. Nếu nguyền rủa chủ nhân của thần cung cho dù hồi tâm chuyển ý cũng sẽ bị trì hoãn. Hàn Tuyệt lập tức đình chỉ nguyền rủa thiên đạo Phật tổ, bắt đầu nguyền rủa chủ nhân của thần cung. Nếu như đạo chí tôn đã có xu thế gia nhập thiên đình, làm sao có thể để cho thần cung giữ lại đạo chí tôn? Thiên đình đã gặp tổn thất vì chuyện này, nhất định phải có được đạo chí tôn. Hàn Tuyệt bắt đầu toàn lực nguyền rủa chủ nhân của thần cung. 10 ngày sau, Hàn Tuyệt tổn thất 1.5 tỷ năm tuổi thọ, hắn bỏ ách vận thư xuống, âm thầm cầu nguyện cho thiên đế. Bệ hạ, ta đã tận tâm tận lực vì ngươi rồi, ngươi nhất định phải bắt lấy đạo chí tôn, đừng để cho y chạy mất đó nha. Hàn Tuyệt bắt đầu dưỡng thương. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên đế ngồi ở đế vị trên cao, trên điện tụ tập quần thần, đạo chí tôn cũng đang đứng ở trên điện. Giờ phút này khí tức của đạo chí tôn yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, cũng không còn dáng vẻ hăng hái như ngày xưa, giống như là nến tàn chập chờn trong gió. Thiên đế hỏi, ngươi thế nào rồi? Cần trẫm trị thương giúp ngươi không? Đạo chí tôn lắc đầu, nói, bệ hạ đã làm quá nhiều vì ta, một chút thương thế này ta có thể tự mình chữa trị. Y nghiêm túc hành lễ với thiên đế, hỏi, người nọ đâu? Thiên đế cười nói, hắn còn đang bế quan tu luyện, tính cách của hắn ngươi có lẽ cũng đã biết rồi đấy, tiếp đến ngươi cứ ở lại thiên đình đi. Trẫm sẽ không quá nghiêm khắc ngươi, bình thường ngươi cứ tu luyện cho thật tốt, đến lúc thiên đình cần ngươi thì ngươi lại ra tay. Đạo chí tôn cảm kích nhìn thiên đế. Sau lần cứu viện này, y thật sự đã bị thiên đế và Hàn Tuyệt làm cho cảm động. Vì cứu y đã hy sinh không biết bao nhiêu tiên thần. Trái lại thần cung đến bây giờ còn chưa từng hiện thân. Trong nội tâm của đạo chí tôn đã chứa đầy oán niệm với thần cung, thậm chí bắt đầu hận thần cung. Trước kia còn cần y thì lời ngon tiếng ngọt, đến khi y gặp rủi ro thì một bóng người cũng không thấy đâu. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư viện Sách Nói, miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 327, Thần Cung Đổi Chủ, Giáo Chủ Tiệt Giáo. Từ khi nguyền rủa xong chủ nhân của thần cung, đại khái trôi qua nửa năm, thiên đế lại liên hệ với Hàn Tuyệt. Biết được đạo chí tôn đã gia nhập thiên đình, Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Bệ hạ, cái tình báo này của ta cũng không tệ đi, đừng nói là ta không lập công cho thiên đình, không trả giá vì thiên đình à. Hàn Tuyệt cười nói, có những việc hắn bỏ ra càng lớn hơn nhưng bây giờ khó mà nói ra miệng. Dẫu sao dính đến bí mật về hắc ám cấm chủ. Thiên đế cười nói, quả thật không tệ, tiềm lực của đạo chí tôn là vô hạn,
đồng thời y cũng là một tấm bảng hiệu. Thần cung lấy danh nghĩa là nơi luôn luôn chống đỡ và bảo hộ thiên kiêu, vậy mà ngay cả đạo chí tôn cũng chạy mất, sĩ khí của bọn họ nhất định sẽ bị rung chuyển. Thiên đế bắt đầu chờ mong vào tương lai của thiên đình. Đạo chí tôn gia nhập đúng là một nước cờ vô cùng tốt. Thiên đế tiếp tục cười nói, đạo chí tôn rất muốn gặp ngươi, ngươi có lên thiên đình không? Được rồi, ta đang bận tu luyện. Ừ, ta biết ngay mà. Thiên đế không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp cắt đứt thần thức. Tâm trạng của Hàn Tuyệt rất vui vẻ, hắn tiếp tục tu luyện. Việc này cuối cùng cũng chấm dứt, rốt cuộc Hàn Tuyệt có thể an tâm tu luyện rồi. Không có bất kỳ tâm sự gì, tu luyện mới nhanh. Ở trong Thái Cực Điện, Hàn Tuyệt không chỉ đột phá đến lục chuyển tiên đế, tu vi cũng không ngừng tăng lên. Hơn nữa sau khi trở về trong khoảng thời gian này, hắn cách thất chuyển tiên đế đã không còn xa nữa. Đột phá đến thất chuyển tiên đế rồi, cách cửu chuyển tiên đế cũng không xa. Chờ đến lúc đạt tới cửu chuyển tiên đế rồi, khoảng cách đến thần cảnh cũng rất gần. Sau khi đạt tới thần cảnh, Đại La còn xa sao? Chỉ suy nghĩ một chút, Hàn Tuyệt đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Một tòa đại điện đang rung động kịch liệt, tất cả vật trang trí trong điện đều bị ngã trái ngã phải. Đáng giận, a a a. Chủ nhân của thần cung gào thét liên tục, tóc của lão đã trở nên rối tung rối mù, hai mắt tràn ngập tơ máu. Thiên đế, hắc ám cấm chủ, bổn tọa nếu như không giết được các ngươi, uổng công tu đạo một đời. Chủ nhân của thần cung phẫn nộ khó nhịn, lão gào rú một lúc lâu sau lại không thể không tiếp tục vận công chữa thương. Lực lượng nguyền rủa của hắc ám cấm chủ quá mạnh mẽ, dẫn đến lúc trước xém chút nữa lão bị xuất hiện tâm ma. Hơn nữa lão lại nhận được tin đạo chí tôn gia nhập thiên đình, cho nên lửa giận công tâm, tổn thương càng nặng thêm. Lúc này, đột nhiên có một cơn gió cuốn tới, xông vào trong đại điện, hóa thành một tên nam tử mặc áo bào trắng. Nam tử mặc áo bào trắng nhìn chằm chằm chủ nhân của thần cung, trầm giọng hỏi, sư đệ, đạo chí tôn bị ngươi bức rời đi rồi phải không? Chủ nhân của thần cung vừa nhìn thấy y, vẻ mặt khẽ biến, nghiến răng nói, ta cũng không ép buộc y. Y bị yêu đế bắt đi, tại sao ngươi không đi cứu? Không thể nào có chuyện ngươi biết được việc này muộn hơn cả thiên đình được. À, ta chỉ là... Sắc mặt chủ nhân của thần cung thay đổi thất thường, cuối cùng khai ra giao dịch giữa mình cùng yêu đế. Nam tử áo bào trắng tức giận nói, hồ đồ, chỉ là diện tích của tam vực sao có thể đáng giá hơn hỗn độn thể chất được. Chờ đến lúc đại kiếp nạn kết thúc, bao nhiêu địa vực cũng không có tác dụng gì hết, tất cả đều sẽ biến thành xương trắng chất đống. Hỗn độn thể chất đại biểu cho cái gì? Ít nhất là một vị đại la. Thần cung tuy mạnh nhưng có được mấy tôn đại la. Chủ nhân của thần cung bị nói cho nghẹn khuất vô cùng. Một lát sau, lão không nhịn được nói, thần cung có thiên kiêu nhiều như vậy, ta chỉ bắt y chịu đựng 1.000 năm mà thôi, vậy mà y lựa chọn phản bội thần cung, nói rõ cái gì? Tâm y đáng chết. Thần cung rót vào trên người đạo chí tôn bao nhiêu tâm huyết, vì nghiệp lớn của thần cung, chờ 1.000 năm thì có làm sao? Nam tử áo bào trắng chợt dậm chân, một luồng uy áp kinh khủng rơi vào trên người chủ nhân của thần cung, ép cho lão kịch liệt thay đổi sắc mặt. Nam tử áo bào trắng lạnh lùng nói, xem ra giao vị trí chủ nhân của thần cung này cho ngươi là một việc không sáng suốt, kể từ hôm nay ta sẽ quản lý thần cung. Chủ nhân của thần cung lộ ra vẻ mặt không cam lòng, nhưng lão cũng không dám phản đối. Năm tháng như thoi đưa, 27 năm sau. Ẩn môn lại kết thúc thêm một lần thi đấu nội môn nữa, sức mạnh của Lệ Diêu áp chế tất cả các đệ tử, liên tục đứng vị trí thứ nhất. Hàn Tuyệt sau khi biết được việc này đã gọi Lệ Diêu vào trong động phủ. Ngộ Đạo Kiếm thì ở lại bên ngoài động phủ, hắn muốn tâm sự một mình cùng Lệ Diêu. Lệ Diêu ngồi trước mặt Hàn Tuyệt, có chút khẩn trương. Lại nhìn thấy dung nhan của Hàn Tuyệt một lần nữa, gương mặt của nàng không thể không ửng đỏ. Nàng nhớ tới lúc trước khi mình thi triển thỉnh thần thuật triệu hoán Hàn Tuyệt, tình cảnh đó cả đời nàng khó quên. Ân cứu mạng, hơn nữa lại Hàn Tuyệt đối xử với nàng rất tốt, cùng với khuôn mặt hoàn mỹ của Hàn Tuyệt, Lệ Diêu thừa nhận mình đã bắt đầu có tình cảm với Hàn Tuyệt. Nhưng mà tình cảm vẫn còn kém hơn đạo tâm, nàng cũng không thổ lộ tình cảm của mình, chỉ muốn tu luyện thật tốt. Ta chuẩn bị truyền thụ toàn bộ thông thiên kiếm đạo cho ngươi, ngươi muốn học không? Hàn Tuyệt cười hỏi, hắn càng nhìn Lệ Diêu càng thấy ưng ý, dường như đang tự nhìn chính mình vậy. Cẩn thận từng ly từng tí, nhưng thiên tư tuyệt đỉnh, chiến lực cường đại. Ánh mắt Lệ Diêu trở nên sáng ngời, nàng nói, muốn.
Hàn Tuyệt cũng không dài dòng, lập tức truyền thụ thông thiên kiếm đạo. Nửa năm sau, Lệ Diêu đã nhận được toàn bộ ký ức truyền thừa về thông thiên kiếm đạo, cụ thể tu luyện như thế nào còn phải tốn thời gian. Hàn Tuyệt hỏi, đối với ẩn môn, ngươi thấy thế nào? Lệ Diêu ngẩn người, nói, rất tốt, so với những tông môn ta từng gặp, đều tốt hơn, đây mới là tông môn tu hành, rời xa thế tục, cùng nhau giao lưu đạo pháp, cùng nhau tiến bộ. Những lời nàng nói đều là lời thật lòng, đệ tử của ẩn môn mặc dù thích đấu võ mồm, nhưng cũng không làm tổn thương hòa khí, mọi người đều ưa thích khổ tu, không có ai hài lòng. À, ngoại trừ Đoạn Hồng Trần. Đoạn Hồng Trần là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ở lại đảo ẩn môn. Đúng rồi, ta và ngươi còn chưa có danh phận, ở bên trong ẩn môn, ngươi muốn có thân phận gì? Hàn Tuyệt cười hỏi, đã nhiều năm như vậy, độ hảo cảm Lệ Diêu dành cho hắn đã tăng tới 5.5 sao. Độ hảo cảm này không chỉ đơn giản có thể thu làm đồ đệ mà cho dù hắn muốn nàng làm đạo lữ của mình, chắc hẳn nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà đối với tình cảm nhi nữ, Hàn Tuyệt đã không còn coi trọng nữa, dẫu sao hắn đã là tiên đế, dục vọng nguyên thủy của thân thể đã không cách nào khống chế được hắn. Lệ Diêu nghe ra ý tứ trong lời nói của Hàn Tuyệt, nàng trả lời, ngài an bài cho ta thân phận gì cũng được. Hàn Tuyệt nhíu mày, giỏi lắm, rất thông minh. Hàn Tuyệt nói, vậy thì vẫn như cũ đi, ngươi hãy tranh thủ sớm ngày chứng được đế cảnh. Lệ Diêu gật đầu, Hàn Tuyệt phất tay ý bảo nàng lui ra. Nhìn Lệ Diêu rời khỏi, trong lòng Hàn Tuyệt cảm khái muôn phần. Thật ra đối với Lệ Diêu, hắn cũng không hề sinh ra hảo cảm như cùng với Hình Hồng Tuyền. Hắn chỉ hy vọng trên con đường tu hành này có thể có một vị đạo lữ mãi mãi làm bạn với mình. Nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, vô luận là Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử hay là Thường Nguyệt Nhi đều không thể theo kịp hắn về phương diện tu hành. Hàn Tuyệt sẽ tận lực trợ giúp Hình Hồng Tuyền, nhưng tận lực không có nghĩa rằng tuyệt đối có thể làm được. Nếu không thiên đế hay yêu đế đã có thể nuôi dưỡng không biết bao nhiêu phi tử là tiên đế rồi. Thái Ất Kim Tiên còn dễ nói, đế cảnh mới thật sự là cửa ải khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hàn Tuyệt không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục tu luyện. Cũng không biết sau khi đột phá đến thất chuyển tiên đế, tuổi thọ của ta sẽ tăng lên bao nhiêu. Hàn Tuyệt vô cùng chờ mong. Tiên giới, hải ngoại. Cảnh Thiên Công đạp trên phi kiếm bay về phía trước là một quần đảo. Tiên vụ dồi dào che khuất bầu trời, vô số tiên cầm xếp thành hàng bay vút qua, càng có vô số đệ tử bay tới bay lui. Nơi đây chính là đạo thống chi địa của Tiệt giáo. Cảnh Thiên Công một đường chạy như bay, đi đến trong một rừng cây, tiếp tục đi tới, sau đó quỳ bái trước một cánh cửa đá. Phía sau cửa đá không có thân núi, nó lẻ loi trơ trọi đứng ở trên đất trống trong rừng cây. Cảnh Thiên Công dập đầu hành lễ, nói, giáo chủ. Gã kêu một tiếng, sau đó kiên trì chờ đợi. Thật lâu sau, một thanh âm khàn khàn từ bên trong thạch môn truyền ra, có chuyện gì? Cảnh Thiên Công mở miệng nói, dạo gần đây tiên giới xuất hiện một vị đại năng tên là Hắc Ám Cấm Chủ thao túng lượng kiếp, thuộc hạ không biết rõ lai lịch của hắn, muốn mời giáo chủ tính một cái. Các bạn đang nghe chuyện Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 328, chuẩn bị đột phá, suy nghĩ lớn mật. Hắc Ám Cấm Chủ, giáo chủ Tiệt giáo giống như lẩm bẩm câu gì, tiếp đó lâm vào trong trầm mặc. Cảnh Thiên Công kiên trì chờ đợi, chỉ cần tra ra thân phận của Hắc Ám Cấm Chủ, gã có thể tìm nơi nương tựa. Mãi lâu sau, Cảnh Thiên Công vẫn không nhận được câu trả lời của giáo chủ Tiệt giáo, gã không thể không hỏi lại, giáo chủ, ngài đã tính ra chưa? Thanh âm khàn khàn của giáo chủ Tiệt giáo từ bên trong thạch môn bay ra, không cách nào suy tính, có khả năng tu vi của hắn cao hơn bổn tọa, cũng hoặc là căn bản không hề tồn tại người này. Cảnh Thiên Công sửng sốt, tu vi của Hắc Ám Cấm Chủ còn cao hơn giáo chủ. Về phần vế thứ hai trong câu nói của giáo chủ, gã cũng không để ở trong lòng. Toàn bộ tiên giới đều lưu truyền lấy truyền thuyết về Hắc Ám Cấm Chủ, gã cũng từng bị Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa. Làm sao có thể không tồn tại người này? Cảnh Thiên Công nhíu mày, tâm trạng trở nên nặng nề. Không ngờ gã còn đánh giá thấp Hắc Ám Cấm Chủ. Trước khi trở thành đồng minh với Hắc Ám Cấm Chủ, rất có thể gã sẽ trở thành địch nhân của Hắc Ám Cấm Chủ. Đối mặt với đại năng thần thông quảng đại chuyên núp trong bóng tối như thế này, ai mà không sợ. Trong lúc nhất thời, Cảnh Thiên Công bắt đầu sợ hãi.
ngươi nói cho ta một chút sự tích về hắc ám cấm chủ này đi. Thanh âm của giáo chủ Tiệt giáo vang lên lần nữa. Cảnh Thiên Công lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, bắt đầu kể lại cho giáo chủ Tiệt giáo tất cả những gì mình hiểu biết về hắc ám cấm chủ. Sau khi nói xong, gã không khỏi cảm khái nói, tiên giới còn chưa bao giờ xuất hiện hắc thủ phía sau màn chuyên dùng nguyên rủa để quấy đảo phong vân trong lượng kiếp như vậy. Hừ, tiểu đạo mà thôi. Giáo chủ Tiệt giáo nói khẽ, rõ ràng lão không thèm để hắc ám cấm chủ vào mắt. Lão tiếp tục nói, không nên sằng bậy, vô lượng đại kiếp bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt để Tiệt giáo khôi phục, chờ một chút đi. Cảnh Thiên Công trầm mặc, chờ một chút, gã đã đợi bao nhiêu năm. Nếu còn phải chờ đợi thêm nữa, Tiệt giáo sẽ giải tán mất. 30 năm sau, Hàn Tuyệt cách thất chuyển tiên đế rốt cuộc đã rất gần. Nhưng mà dạo gần đây âm phủ không yên ổn, xung quanh đảo ẩn môn thường xuyên xuất hiện khí tức chiến đấu. Hàn Tuyệt sai Hắc Ngục yêu quân ra ngoài điều tra, biết được âm phủ lại có thế lực muốn lật đổ sự thống trị của địa phủ. Diêm Vương có dã tâm bừng bừng muốn thủ tiêu thiên đế, nhưng chuyện đó rất khó khăn, đầu tiên phải nghĩ biện pháp từ âm phủ giết ra ngoài đã. Hàn Tuyệt dù sao vẫn cứ cảm thấy âm phủ cũng sẽ trở thành chiến trường của lượng kiếp, phải chăng nên cân nhắc đến chuyện tìm kiếm một địa điểm khác. Một ngày này, Đoạn Hồng Trần bỗng nhiên tìm đến Hàn Tuyệt. Sau khi đi vào động phủ, y rất khẩn trương, không dám nhìn thẳng Hàn Tuyệt. Có chuyện gì không? Hàn Tuyệt hỏi. Đoạn Hồng Trần nâng lên dũng khí, nói, ngài có thể dạy thần thông cho ta không? Học thần thông không chỉ là vì trở nên mạnh mẽ, mà còn là một cái quá trình chuyển biến thân phận. Tuy rằng cũng ở trên đảo ẩn môn, tu vi của y cũng rất cao, nhưng khi đối mặt với các đệ tử của ẩn môn, y vẫn luôn cảm thấy của mình kém một bậc. Nói trắng ra là, hiện tại y vẫn ở trong thân phận tù binh. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi muốn học thần thông gì? Đoạn Hồng Trần vui mừng ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, không ngờ Hàn Tuyệt đáp ứng sảng khoái như vậy. Hàn Tuyệt nói, tính toán thời gian, ngươi đã ở lại ẩn môn một khoảng thời gian rồi, ngươi có thể chủ động bước ra một bước là điều rất đáng khen ngợi. Thật ra trong số những đệ tử kia của ta cũng có người có lai lịch tương tự như ngươi, là bị ta hàng phục. Nhưng chỉ cần các ngươi không uy hiếp đến ẩn môn, nguyện ý cùng nhau tu luyện đại đạo, ta cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ngươi cũng không cần lo sợ ta sẽ làm gì ngươi, trên thực tế là ngươi trêu chọc ta trước, ta có thể cho ngươi sống sót đã là chủ động lấy lòng. Đoạn Hồng Trần nghe vậy cảm thấy hổ thẹn, lúc trước mình quả thật quá lỗ mãng. Nhưng mà chuyện đến nước này xem ra cũng không có gì xấu. Những đệ tử này của ẩn môn mặc dù còn trẻ, nhưng thiên tư của mỗi người đều rất cường đại, tiền đồ không thể hạn lượng. Đoạn Hồng Trần tăng lên hảo cảm với ngươi, độ hảo cảm hiện tại là 5 sao. Đoạn Hồng Trần suy nghĩ một chút, nói, ta muốn học thông thiên kiếm đạo. Thông thiên kiếm đạo của Lệ Diêu quả thật rất mạnh, nếu như với tu vi hiện tại của y thi triển ra, chưa hẳn không thể vượt cấp giết địch. Hàn Tuyệt gật đầu, bắt đầu truyền thụ thông thiên kiếm đạo. Một tháng sau, Đoạn Hồng Trần vừa lòng thỏa ý rời đi. Mộ Dung Khởi cười nói, thế nào, ta đã nói rồi, sư tổ khẳng định sẽ đồng ý dạy ngươi. Đoạn Hồng Trần cười nói, ta nhất định sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của môn chủ, các ngươi cứ chờ xem, mục tiêu của ta bây giờ là đánh bại Hắc Ngục yêu quân. Xa xa, Hắc Ngục yêu quân đang tu luyện trên đỉnh núi chợt nhíu mày, y bỗng nhiên có cảm giác nguy cơ. Nếu như bị Đoạn Hồng Trần siêu việt, địa vị của y khẳng định sẽ bị hạ thấp. Không thể khinh thường, người này có thiên phú rất mạnh, còn sống lâu hơn y nhất định phải nghiêm túc tu luyện. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Thiên đạo Phật Tổ và yêu đế vẫn còn chưa chết, nhất định phải nguyền rủa tiếp. Về phần Lý Huyền Áo, Hàn Tuyệt chỉ là muốn làm cho gã khó chịu, cho nên cũng không nhất định phải rủa chết gã. Sau khi Hàn Tuyệt nguyền rủa hoàn tất, hắn đang muốn tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên nhíu mày. Hắn cảm giác được một luồng thần thức quét ngang đảo ẩn môn. Hắn lập tức kiểm tra cường giả xung quanh đảo ẩn môn. Địa Tạng Vương, tu vi không biết, Phật Đà đến từ Phật môn ở địa phủ Địa Tạng Vương. Người này tại sao lại tới đây rồi? Hàn Tuyệt còn nhớ rõ Địa Tạng Vương từng có ân oán gút mắc với Kỷ Tiên Thần. Không ngờ Địa Tạng Vương không chỉ là tiên đế. Đạo tràng có thể ngăn cách thần thức của Đại La, Địa Tạng Vương có lẽ vẫn chưa dò xét ra được tình hình bên trong đảo ẩn môn. Rất nhanh sau đó, Địa Tạng Vương rời đi. Hàn Tuyệt không kiểm tra ra tu vi của y, hắn lập tức bắt đầu mô phỏng thí luyện. Đánh Địa Tạng Vương, hắn giữ vững được một canh giờ. Tuy rằng thất bại,
nhưng hắn cảm thấy Địa Tạng Vương hình như cũng không mạnh lắm. Cảm thấy hơi không xứng với thực lực thần cảnh, chẳng lẽ người này bị trọng thương? Hàn Tuyệt cảm thấy rất có khả năng, nếu không lúc trước sao có thể để cho Kỳ Tiên Thần chạy trốn. 10 năm sau, thần hồn của Hàn Tuyệt sắp sửa thuế biến, điều đó có nghĩa là hắn sắp đột phá đến thất chuyển tiên đế. Đối với chuyện này, hắn rất hài lòng. Hắn đang muốn đột phá, thiên đạo lệnh bỗng nhiên truyền đến thần thức chấn động. Hàn Tuyệt kết nối thần thức. Thần cung chuẩn bị xâm lấn âm phủ quy mô lớn, ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị cuốn vào trong đó. Thiên đế nhắc nhở. Thần cung, Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, bọn họ không cùng yêu đình đối kháng với thiên đình và Phật môn sao? Thiên đế nói, chuyện của đạo chí tôn đã sự tạo ra ảnh hưởng cực lớn đối với thần cung, sau khi cung chủ mới kế nhiệm nhận chức đã trực tiếp tuyên bố phân rõ giới hạn với yêu đế. Đồng thời bọn họ không hề chống lại thiên đình, mục tiêu chuyển hướng đến âm phủ, đối với thiên đình mà nói đây cũng là một chuyện tốt, dẫu sao địa phủ đang nhằm vào thiên đình, cho nên trẫm sẽ không ngăn cản. Hàn Tuyệt nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ không phát hiện được ta đâu. Hàn Tuyệt nhớ tới một chuyện, chợt hỏi, bệ hạ, ngài biết gì về cửu u luyện ngục không? Cửu u luyện ngục. Ta biết, thật ra trước đây âm phủ mới thật sự là tiên giới, vô lượng đại kiếp kết thúc, thiên địa tràn ngập nghiệp lực không cách nào tiêu tán, đạo tổ ra tay. Lật tay thay đổi âm dương, âm phủ biến thành tiên giới biến thành âm phủ, đạo tổ lại trấn áp tất cả nghiệp lực ở dưới hoàng tuyền, cửu u luyện ngục vẫn luôn không tiêu tan. Ngươi tốt nhất không nên tới gần đó, bên trong đó cất giấu không ít nhân vật cường đại từng thất bại trong những lần lượng kiếp trước, nếu như ngươi rơi vào đó, trẫm cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên đế nói với giọng điệu rất nghiêm túc, vậy mà trong đầu Hàn Tuyệt lại sinh ra một ý nghĩ vô cùng can đảm. Sao mình không trốn đến bên trong cửu u luyện ngục nhỉ? Tinh thần hồng mông thể của hắn có thể hấp thu nghiệp lực, nếu như sau này có thể hấp thu nghiệp lực bên trong cửu u luyện ngục. Trái tim Hàn Tuyệt đập thình thịch, cái ý nghĩ này rất lớn mật, cũng tràn đầy lực hấp dẫn chí mạng. Nếu không phải nhờ có nghiệp lực bên trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, tốc độ đột phá của Hàn Tuyệt cũng không thể nhanh như bây giờ được. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 329, lượng kiếp mạnh nhất, lại thêm một người ứng kiếp. Nói chuyện với thiên đế trong chốc lát, Hàn Tuyệt liền chặt đứt thần thức. Hắn cảm thấy cần cẩn thận hơn đối với cửu u luyện ngục. Trước tiên nên đột phá, về sau tạo ra thiên chi khôi lỗi hoặc phân thân đi dò xét cửu u luyện ngục. Nếu như có thể ẩn núp bên trong cửu u luyện ngục, vậy Hàn Tuyệt thật sự có thể dễ dàng tránh đi vô lượng đại kiếp. Dẫu sao cửu u luyện ngục cũng tương đương với vô lượng đại kiếp cuối cùng. Đột phá cửu chuyển của đế cảnh rất giống nhau, chủ yếu là thần hồn thuế biến, Hàn Tuyệt quen việc nên dễ dàng vào trạng thái đột phá. 3 năm sau, hắn mạnh mẽ đột phá đến thất chuyển tiên đế, pháp lực tăng vọt, thần hồn thuế biến. Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi, vừa kiểm tra bảng giao diện thuộc tính. Họ tên, Hàn Tuyệt tuổi thọ, 4111 trên 1300 ngàn tỷ năm tuổi thọ. Chủng tộc, tiên nhân, tinh thần hồng mông thể tu vi, thất chuyển luân hồi tiên đế công pháp, hồng mông luân hồi đại đạo. Chu thiên thối thể pháp 1300 ngàn tỷ năm tuổi thọ, ngay cả số lẻ cũng cùng đổi mới. Bỗng nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy hưu quạnh. Cứ theo đà này, tuổi thọ của hắn đã đạt đến tình cảnh khoa trương đến mức nào? Vô cùng tận, chính là vĩnh sinh bất tử. Bỏ ra 1 năm thời gian, củng cố xong tu vi, so sánh với trước kia, Hàn Tuyệt hao phí ít thời gian hơn, chủ yếu là hắn đã hoàn toàn quen thuộc hết thảy của đế cảnh. Vừa mới đột phá, nhất định phải ăn mừng một chút. Hàn Tuyệt lặng lẽ suy nghĩ, hắn không có ý định lại điên cuồng nguyền rủa kẻ địch, lúc này tình hình rất tốt, có thể vì hắn tranh thủ càng nhiều thời gian tu luyện hơn nữa, nếu thật sự nguyền rủa chết thiên đạo Phật tổ hay là yêu đế, cân bằng bị đánh vỡ, lượng kiếp tăng lên, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Chỉ cần cam đoan thiên đế không chết là tốt rồi. Hàn Tuyệt quyết định dùng công năng diễn hóa để ăn mừng. Vấn đề lần trước thôi bỏ qua, lần này tính mạng dài, tự tin có đủ, có thể hỏi một chút. Hàn Tuyệt lặng lẽ suy nghĩ, ta muốn biết trong vô lượng đại kiếp lần này ai mạnh nhất. Cần khấu trừ 1 tỷ năm tuổi thọ, có muốn tiếp tục hay không tiếp tục? Phải quyết đoán chứ. Hàn Tuyệt sau khi quyết định, trong đầu hiện ra một bóng người. Đó là một gã nam tử mặc áo bào trắng, Hàn Tuyệt chưa từng gặp qua.
người này là ai vậy? Hàn Tuyệt buồn bực. Đồng thời, hắn cảm thấy hệ thống không có nhân đạo, ta hao phí 1 tỷ năm tuổi thọ, ngươi chỉ cho ta xem một bức ảnh thôi hả? Còn không có chú thích bằng chữ viết nữa chứ? Hàn Tuyệt vừa hiện ra ý nghĩ này, trước mắt liền hiện ra một hàng chữ, tổ đồ, tu vi không biết, vô lượng đại đế, tiên thiên thần linh, là phó giáo chủ của tiệt giáo. 2 lần là ứng kiếp chi nhân, nghịch chuyển thiên cơ, lần nữa đổi thân phận, sáng lập ra thần cung, muốn làm chúa tể lượng kiếp, hóa thân thành lượng kiếp chi chủ hả? Là người sáng lập thần cung sao? Lúc đầu còn là phó giáo chủ của tiệt giáo. Lại thêm một thằng nhị ngũ tử. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn không ngờ thần cung vậy mà cất giấu một tồn tại còn mạnh mẽ hơn so với thiên đế, thiên đạo Phật tổ, yêu đế. Xem ra sau này không thể bỏ qua thần cung. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, không có ý định nguyền rủa tổ đồ. Tổ đồ cũng không trêu chọc hắn, hắn tất nhiên sẽ không nguyền rủa. Thần cung có thể thắng vô lượng đại kiếp, nhưng chỉ cần không diệt trừ thiên đình là tốt rồi. Thiên đình trải qua bao nhiêu lượng kiếp, một lần cũng không thắng qua, cho nên thiên đế cũng không hy vọng xa vời phải thắng được vô lượng đại kiếp, miễn là còn sống là tốt rồi. Nghĩ cho cùng thiên đình là thế lực thiên đạo như vậy, không cách nào có thể sống tạm, nhất định phải tranh giành vận khí, khiến cho người thắng kiêng kỵ, không dám diệt trừ, đây mới là gốc rễ đứng thẳng. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa kẻ địch, một người 5 ngày, cũng không nhiều. Hắn vừa nguyền rủa, vừa kiểm tra thông báo. Đồ đệ Tô Kỳ vào hắc ám cấm khu hảo hữu Khương Dịch gặp phải tiên đế tập kích, bị trọng thương hảo hữu Kỳ Tiên Thần trở về thiên đình đồ tôn Phương Lương gặp phải yêu quái tập kích 210.221 lần. Kẻ thù thiên đạo Phật Tổ bởi vì bị ngươi nguyền rủa, tâm ma tăng mạnh. Biến thành người ứng kiếp hảo hữu Đạo Chí Tôn gặp phải đại năng của thiên đình tập kích hảo hữu Lý Đạo không gặp phải kẻ thù yêu đế của ngươi tập kích hả? Khương Dịch không phải đi lấy cơ duyên sao, làm sao bị đánh? Chỉ là tiên đế liền đánh cho y bị thương nặng như vậy sao? Hàn Tuyệt âm thầm thấy may mắn hắn không đi theo. Cái gì quy khư thần cảnh, xem ra cũng rất nguy hiểm. Bằng hữu, hy vọng ngươi sống sót, theo sau ta lăn lộn đi, ít nhất không bị đánh. Ấn tượng của Hàn Tuyệt đối với Khương Dịch vẫn rất không tệ, dẫu sao Khương Dịch vì hắn mà bị đại tự tại Kim Ô Thần Đế đánh đến bị thương nặng. Hảo hữu như vậy, Hàn Tuyệt cũng không hy vọng y chết đi. Mặt khác, thiên đạo Phật Tổ vậy mà cũng biến thành người ứng kiếp. Hàn Tuyệt không hiểu nổi, vì sao nhiều người ứng kiếp như vậy? Kỳ Tiên Thần là, yêu đế là, Đoạn Hồng Trần cũng là. Chỉ cần nhập kiếp chính là thành người ứng kiếp hả? Nhưng đám người thiên đế, đại thần tướng tại sao không phải? Hàn Tuyệt cho rằng ứng kiếp chi nhân là nhân vật chính của lượng kiếp. Nhìn lại một chút, 2 tên tử địch đều biến thành ứng kiếp chi nhân cũng không tệ, ít nhất tỷ lệ tử vong của bọn họ rất lớn. Hàn Tuyệt còn chú ý tới một cái thông báo, Lý Đạo không gặp phải yêu đế tập kích, vậy mà cũng không bị thương nặng sao? Mối uy hiếp này có chút khó chơi à nha, thảo nào thiên đế tôn sùng như thế. Nửa bước đại la cũng có thể chống lại đại năng uy danh lâu năm, có chút phong phạm của ta đó. Hàn Tuyệt lặng lẽ suy nghĩ, 1 năm tiếp theo, Hàn Tuyệt tăng kiếm đạo lên tới cực hạn. Hắn bắt đầu nghiên cứu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên trong cơ thể. Nếu muốn đi trước vào cửu u luyện ngục, nhất định phải nghiệp lực quấn thân, nếu không vừa vào cửu u luyện ngục, tất nhiên sẽ bị những tên ác quỷ kia che giả măng mọc, sinh sôi xé nát. Hàn Tuyệt cảm thấy cửu u luyện ngục mặc dù có nguy hiểm, nhưng khẳng định hòa bình, nếu không Đoạn Hồng Trần làm sao có thể phục sinh. Bất quá hắn bây giờ còn không có cách nào nắm quyền nghiệp lực, chỉ có thể hấp thu. Bây giờ hắn đã là thất chuyển tiên đế, hắn muốn nhìn một chút chính mình có thể nắm quyền tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên hay không. Nhiều năm hấp thu như vậy, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đã quen thuộc khí tức của hắn, ít nhất Hàn Tuyệt cảm giác cũng không nguy hiểm như vậy. Những ngôi sao trong vũ trụ sâu trong linh hồn hắn đã tràn ngập khí hồng mông, vô tận sương mù tím tràn ngập giữa quần tinh, ngay cả diêu giới cũng bị vây quanh lấy. Có tu sĩ từng từ diêu giới bay ra, muốn rời khỏi diêu giới, kết quả bị khí hồng mông dọa lùi. Nếu không phải Hàn Tuyệt ngăn cản, bọn họ sẽ bị khí hồng mông thôn phệ, hình thân câu diệt, hóa thành tro bụi. Cường độ khí hồng mông cùng tu vi của Hàn Tuyệt có móc nối, tương đương với pháp lực của Hàn Tuyệt. Pháp lực của tiên đế cũng không phải là linh năng phàm trần có thể nhúng chạm. 1 năm sau, rốt cuộc Hàn Tuyệt phát hiện ra một biện pháp. Lúc trước tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên liên tục bị trấn áp trong tinh thần, chưa tiếp xúc tới khí hồng mông,
Hiện tại lúc này khí hồng mông đã bao phủ lấy tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Cánh sen của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bị phai màu, tuy rằng tốc độ phai màu rất chậm, nhưng đúng là có phai màu. Bộ phận bị phai màu kia, thần thức của Hàn Tuyệt có thể thăm dò vào. Chỉ là bộ phận còn nhỏ vô số lần so với hạt vừng liền ẩn chứa nghiệp lực vô cùng khổng lồ, Hàn Tuyệt có thể nắm quyền chúng, phóng xuất ra, quấn quanh thân thể. Nhưng chỉ là phóng thích, hắn không cách nào dùng nghiệp lực công kích kẻ địch. Hàn Tuyệt quyết định tiếp tục dùng khí hồng mông tẩy rửa tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Nếu như hắn không có cách nào đuổi tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên ra cơ thể, vậy tìm cách thu phục, hóa cho mình dùng. Ít nhất không thể để cho nó trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn không ổn định. Quá trình tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên ngâm trong khí hồng mông không cần Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm, hắn còn có thể an tâm tu luyện. Chỉ cần trải qua thời gian dài dòng buồn chán, hắn sớm muộn có thể nắm giữ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Ầm ầm, một trận nổ mạnh bỗng nhiên vang lên, hoàng tuyền xung quanh đảo của tông môn bắt đầu dấy lên sóng to gió lớn. Một cỗ uy áp đáng sợ phủ xuống, bao phủ phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 330, Vu tộc nương nhờ, hậu thổ nương nương. Cỗ khí tức này, ít nhất cũng phải là cửu chuyển tiên đế đi. Hàn Tuyệt mở to mắt, nhíu mày. Trong động phủ Ngộ Đạo Kiếm căng thẳng hỏi, chủ nhân, có cần chạy trốn không? Hàn Tuyệt lắc đầu nói, nhìn xem một chút. Nếu như nơi đây đã trải qua chiến đấu, chắc hẳn một đoạn thời gian rất dài liền sẽ không có người đến. Hàn Tuyệt kiểm tra cường giả gần đó. Kim Cương Nộ, cửu chuyển tiên đế, Lôi Đạo Đại Vu Thanh Huyết Quỷ Thần, cửu chuyển tiên đế, quỷ thần của địa phủ quả nhiên đều là cửu chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu mô phỏng thí luyện. Coi như cũng được, đều có thể giết chết ngay lập tức. Hàn Tuyệt cũng không phân biệt được hai người này ai mạnh ai yếu, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Trận chiến giữa Kim Cương Nộ cùng Thanh Huyết Quỷ Thần tạm thời cũng không lan đến gần đảo của tông môn, lấy tu vi của bọn họ còn không thể phát hiện được sự tồn tại của đảo của tông môn. Hàn Tuyệt chỉ hy vọng bọn họ sớm đánh xong rồi rời khỏi. Trong tông môn các đệ tử thảo luận trận chiến này, bọn họ cũng không hoảng, Hàn Tuyệt không điều khiển đảo của tông môn chạy trốn, đã nói lên kẻ địch cũng không mạnh bằng Hàn Tuyệt. Hắc Ngục Yêu Quân cảm khái nói, dạo gần đây âm phủ càng ngày càng không yên ổn, may mắn chúng ta ở trên hoàng tuyền. Hắc Ngục Kê hỏi, đại ca, ngươi đánh thắng được cái tên phía ngoài sao? Hắc Ngục Yêu Quân lắc đầu, ngươi cái đồ gà mờ này. Hắc Ngục Kê nhịn không được trách cứ nói, làm sao có cảm giác vị đại ca này trừ bọn họ ra, ai cũng đánh không lại vậy trời. Hắc Ngục Yêu Quân sống lâu cùng nó rồi, cũng hiểu rõ đồ gà mờ là có ý gì. Môn chủ phát minh ra hàm nghĩa, hình dung rất yếu. Hắc Ngục Yêu Quân chừng Hắc Ngục Kê, tên này ti tiện quá nha. Từ sau khi y gia nhập tông môn, Hắc Ngục Kê lại càng phát không tôn trọng y. Đồ Linh Nhi thầm nói, bên ngoài có một đạo khí tức khiến cho ta cảm giác thân cận, chẳng lẽ là người của Vu tộc hay sao? Lệ Diêu nhíu mày hỏi, ngươi sẽ không phải muốn cứu gã chứ? Đồ Linh Nhi lắc đầu nói, ta cũng không quen biết, cứu gã làm gì, đừng đưa tới phiền toái lớn cho chúng ta là may rồi. Ta chỉ nhận thân phận của các đệ tử trong tông môn, cái gì Vu tộc, toàn bộ biến đi một bên. Những người khác lắc đầu bật cười, đều không phản bác. Theo Hàn Tuyệt lâu rồi, bọn họ đều sợ rước phiền phức. Nhất là ví dụ bi thảm của Tuân Trường An, hơn nữa việc hỗn độn thiên cẩu đã trải qua, bọn họ càng ngày càng tin tưởng vững chắc noi theo Hàn Tuyệt có khả năng sẽ đắc đạo. Ít nhất Hàn Tuyệt đã coi như là ví dụ thành công, cho đến bây giờ, bọn họ cũng không thấy qua bộ dạng chật vật của Hàn Tuyệt, kẻ địch hoặc là đuổi không kịp hắn, hoặc là bị hắn giết ngay tức khắc. Tam giới ngũ hành, tới vô ảnh đi vô tung, đây mới là người đắc đạo. Chiến đấu liên tục nửa canh giờ, Kim Cương Nộ và Thanh Huyết Quỷ Thần rốt cuộc rời đi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Hắn không muốn tùy tiện động thủ, một khi giết chết kẻ địch, nơi đây coi như cũng bại lộ. Ai? Lúc nào mới có thể vô địch? Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến những vị đại năng ngoài tầng trời thứ 33 kia. Đạo tràng của bọn họ đang ở đó, ai ai cũng biết, nhưng không người nào dám trêu chọc. Yêu đế có điên cuồng ra sao? Đến trước Thái Cực Điện cũng phải khúm núm.
Hiện tại Hàn Tuyệt có mục tiêu là trở thành vị Tỳ Thiên Lão Tổ kế tiếp. Sau khi Kim Cương Nộ và Thanh Huyết Quỷ Thần rời đi, thời gian ngắn sau đó đảo của Tông Môn khôi phục lại bình tĩnh. Hàn Tuyệt tiếp tục vào sinh hoạt tu hành buồn tẻ không thú vị. Chúng đệ tử trong Tông Môn cũng giống như thế, đáng nhắc tới chính là Hắc Ngục Yêu Quân không biết nhận thấy cái gì kích thích, cũng bắt đầu tu luyện khắc khổ, thường xuyên xuất hiện trong mô phỏng thí luyện. Hàn Tuyệt có thể thấy tình cảnh những người khác mô phỏng thí luyện, người này rất cố gắng à nha. Như vậy cũng tốt. Ngũ chuyển tiên đế lúc trước rất mạnh, bây giờ trong mắt Hàn Tuyệt ngay cả cái rắm cũng không phải. Khục khục, nở mũi quá rồi. Tu luyện thật là buồn tẻ, Hàn Tuyệt ưa thích đùa giỡn trong nội tâm, ít nhất có thể phong phú nhu cầu tâm lý của hắn. Đương nhiên, đạo tâm là không thể thay đổi. Nếu thật là gặp phải kẻ địch ngũ chuyển tiên đế, Hàn Tuyệt có cơ hội khẳng định trước tiên dùng mô phỏng thí luyện, lấy phòng ngừa làm vạn nhất. Thoáng chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua, tranh đấu dưới âm phủ coi như là hoàn toàn khai. Hỏa, cách mỗi mấy tháng, liền có khí tức lướt qua trên không đảo của Tông Môn, có mạnh có yếu, mạnh nhất thậm chí ngay cả Hàn Tuyệt đều cảm thấy nguy hiểm. Cũng may đảo của Tông Môn tại bên trong Hoàng Tuyền thật sự là nhỏ bé, hơn nữa đạo tràng có công dụng che đậy, đảo của Tông Môn cũng không bị phát hiện. Thời gian qua cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Một ngày này, Kim Cương Nộ lại tới. Gã bị trọng thương, rơi vào bên trong Hoàng Tuyền, khoảng cách đến đảo của Tông Môn cũng không xa. Hàn Tuyệt sửng sốt, đây là làm gì? Diễn khổ nhục tình với ta hay gì? Hàn Tuyệt cảnh giác, Kim Cương Nộ chìm vào sâu trong Hoàng Tuyền, càng lún càng sâu. Hàn Tuyệt luôn cảm giác gã tới nơi này cũng không phải là trùng hợp, suy nghĩ một chút, vẫn là ra tay chuyển gã vào bên trong đảo của Tông Môn. Kim Cương Nộ đã lâm vào trong hôn mê, Hàn Tuyệt rút thần hồn của gã, thu vào trong tinh thần thế giới, dùng khí hồng mông trấn áp. Đệ tử khác thấy thân thể của Kim Cương Nộ, nhao nhao hội tụ đến. Hàn Tuyệt cho Hắc Ngục Yêu Quân nhìn chằm chằm này thân thể, chính mình trở lại bên trong động phủ tiên thiên. Hắn thăm dò ý thức vào bên trong tinh thần thế giới. Hắn phát hiện thần hồn của Đại Vu có chút khác biệt, hồn phách này rất yếu nhược nếu so với cùng cảnh giới cửu chuyển tiên đế, cảm giác không sai biệt lắm với thần hồn mới vào đế cảnh. Thật lâu sau, Kim Cương Nộ tỉnh lại, gã nhìn thấy xung quanh là vô số ngôi sao cùng với khí hồng mông, lại càng hoảng sợ. Gã hình như nghĩ đến cái gì, vội vàng hô, ngươi chính là đạo hữu Hàn Tuyệt sao? Thanh âm của Hàn Tuyệt cũng vang lên, ngươi là tới tìm ta sao? Kim Cương Nộ thở dài một hơi, nói, không sai, Vu tộc gặp phải địa phủ vây quét, Mạnh Bà trước khi vẫn lạc để cho ta tới tìm chỗ ngươi nương tựa. Nàng vận dụng đại thần thông cảm ứng được hậu nhân tộc của ta tại mảnh Hoàng Tuyền gần đó, ta cũng không rõ ràng vị trí cụ thể lắm, chỉ có thể lại tới đây. Vừa tới ta liền không chịu nổi. Hàn Tuyệt lập tức xem xét quan hệ nhân tế, ảnh chân dung Mạnh Bà đã thay đổi. Mặt mũi của nàng hình như trở nên càng trẻ tuổi, nhưng có thể nhìn ra được cùng trước kia rất giống. Hậu thổ nương nương, tu vi không biết, tiên thiên tổ vu, luân hồi chi chủ, tiềm phục bên trong địa phủ. Đảm nhiệm trọng trách sinh tử luân hồi, một lòng muốn phát triển vu tộc, độ hảo cảm hiện tại là 3 sao hậu thổ nương nương à. Hàn Tuyệt nhíu mày, như vậy xem ra, Mạnh Bà thật sự vẫn lạc, sau khi phân thân chết, độ hảo cảm liền biến thành độ hảo cảm của bản tôn. Hàn Tuyệt hỏi, vu tộc bị địa phủ tiêu diệt rồi sao? Kim Cương Nộ bi phẫn nói, vu tộc ta vốn là kéo dài hơi tàn, dựa vào trấn thủ luân hồi trật tự mà sống, Diêm Vương cùng chủ nhân của thần cung là tổ đồ liên thủ phá vỡ vận khí luân hồi. Hậu thổ nương nương mặc dù thần thông quảng đại, nhưng không biết bị sức mạnh gì kiềm chế, không cách nào che chở chúng ta, tộc của ta. Chỉ có ta trốn ra được. Chân mày của Hàn Tuyệt nhíu chặt hơn. Phiền phức rồi đây, phiền toái lớn. Hàn Tuyệt lo lắng kẻ địch theo dõi Kim Cương Nộ tìm được hắn. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Mạnh Bà trước khi chết muốn ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ ta cùng Đồ Linh Nhi, hậu thổ nương nương ngày khác nhất định cố sức tương trợ, trở thành chỗ dựa cho ngài. Kim Cương Nộ tiếp tục nói, Hàn Tuyệt im lặng. Hậu thổ nương nương đều bị kiềm chế, làm sao làm chỗ dựa cho ta được. Nhưng mà Mạnh Bà đối xử với hắn rất tốt, trước khi chết phó thác cho hắn một chuyện, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hàn Tuyệt nói, ngươi trước tiên ở lại nơi đây, qua một thời gian ngắn ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Đa tạ. Kim Cương Nộ sinh ra hảo cảm với ngươi, độ hảo cảm hiện tại là 5 sao trực tiếp cho độ hảo cảm cao như vậy. Xem ra không giống như là lời nói dối.
Hàn Tuyệt nhìn giới thiệu của Kim Cương Nộ một chút, quả thật không có nói sai, nói đi cũng phải nói lại. Hậu thổ nương nương là luân hồi chi chủ, chắc là mạnh lắm nhỉ. Các bạn vừa nghe xong tập 33 của bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.